Chị nhìn hết ở trong này rồi. Xin chào mọi người nha. Mọi người vào livestream cho xin một chấm nhé. Hello mọi người nha. Mọi người vào livestream cho xin một chấm nhé mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Mọi người vào livestream cho em xin một chấm nhé. Tình yêu ơi, cho em xin một chấm nhé. Hôm nay em xả len nữa nha mọi người nha. Cho một bấy luôn em sẽ xả dạ nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, vào livestream cho em xin một chấm ạ. Rồi chào chị Thiên Tân. À Thiên Tân Tiên cho mọi người ơi, vào livestream. Mọi người vào livestream mà đã nhìn thấy em thì cho em xin một chấm nhá tình yêu nha. Cho em xin một chấm để em biết mọi người xem ấy không ha. Rồi ok, chào chị. Mọi người chấm cho em một chấm đi, lâu lắm trước cái livestream ý. Mọi người có nhớ không ạ? Rồi chào chị Anh Hoàng, chào chị Thanh Sư, bộ mình bằng mình bán luôn. Chào chị Linh Kim. Mọi người ơi, vào livestream cho Tuyết xin một chấm nha. Lâu lắm mới livestream luôn ấy. Hôm nay mọi người ơi, hôm nay bung lụa luôn nhá. Vì hôm nay Tuyết xả quá nhiều hàng luôn, mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream cho Tuyết 20 lần trang cá nhân và 10 lần với hội nhóm Tuyết nha. Rồi chào chị Hiền Doãn rồi. Ok mọi người ơi, mọi người vào livestream cho em xin nhanh chóng cho em mọi người ơi. Hôm nay quá nhiều hàng hot luôn mọi người nha. Hôm nay xả rất là nhiều hàng. Thế đây là mọi người vào livestream, mọi người chia sẻ livestream với Tuyết 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần với nhóm với Tuyết nha. Mọi người chia sẻ livestream tin chim cho em nhá. Rồi lên 100 người xem bắt đầu xả này. Rồi chào chị Phùng Thúy Hưng, rồi chào chị Hoa Huy. Rồi em nhìn thấy chị Hiền Doãn. Mọi người đã vào livestream ý, mọi người cho em xin một chấm nhá, tương tác với em vì hôm nay thật sự quá là nhiều hàng hot luôn. Lâu lắm em đi livestream, hôm nay quá là nhiều hàng hot mọi nha. Hôm nay có rất là nhiều áo len siêu phẩm và bộ siêu phẩm mới về mà cái hàng này là Tuyết trông chờ lâu lắm rồi mới về ha. Rồi còn ông đá hôm nay like ông đá đây, hôm nay ông đá về cực kỳ nhiều luôn. Lần trước ông đá về ít không đủ chia hai nick và mấy hơn 1.000 người đặt, nhưng mà hôm trước em có hơn 100 bộ thôi, các chị chửi nhiều quá. Hôm nay em về hơn 200 ông đá rồi nha tình yêu nha, có ông đá luôn. Bộ em mà cũng có ít lắm, bộ này cũng có ít mọi người nhá. Rồi mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Chị Nam Trần ơi, chị đặt hôm nào đấy ạ? 106 chế đang xem đây rồi, chia sẻ livestream cho biết nha. Đấy, em nhận hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Phạm Thu rất là nhiều nha. Rồi chia sẻ livestream cho Tuyết 20 lần trang cá nhân và 10 lần với nhóm với Tuyết nha mọi người nhá. Rồi Tuyết em sẽ xả len. Em sẽ xả len và xả bộ cho các chị chia sẻ livestream rồi nha, chia sẻ livestream cho em nha. Rồi ok này. Rồi 115 chế ở đây đang xem rồi. Ok mọi người nha, 115 chế ở đây xem rồi. Chị Tăng Trần ơi, chị đặt hàng sớm cho em nha, có thể là chị đặt sau. Thế lấy hết hàng thì cũng bảo với em nhá. Có chị đặt nếu mà chị muốn đặt sớm thì có thể đặt lại cho em nhanh lập tức cho em nha. Vì là bình thường nhà em có máy tính xuất đơn, em sẽ gọi đọc trên dưới. Có đôi khi các chị ở dưới chị không được gọi bao giờ đâu. Các chị đặt nhanh cho em nhá. Rồi ok nha. Thấy em nhìn thấy Trần Lan này. Rồi chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream cho em nha tình yêu ơi. Nào ok, chia sẻ livestream cho em nha. Ok chị Nguyễn Tuyết này. Em nhìn thấy chị Hiền Sinh rồi. 143 chế đang xem đây rồi. Mọi người cho em xin một chấm nha các tình yêu nha. Mỗi chị cho em xin một chấm chia sẻ livestream cho em. Bây giờ mình xả hàng này. Hôm nay quá nhiều hàng tồn đọng rồi và Tuyết sẽ xả cho các chị giá rất là rẻ. Chỉ cần các chị chia sẻ livestream với Tuyết thôi nha. Là mọi người cứ chia sẻ livestream với Tuyết thôi nha mọi nha. Và mọi người ơi, mọi người chia sẻ để tăng tương tác để mình xả hàng, để còn mình nhìn thấy nhau rồi nha. Tăng tương tác để mình xả hàng, mình nhìn thấy nhau. Thì là chậm hơn một im đi. Rồi vì hôm nay là còn tồn đọng rất là nhiều hàng bom, Tuyết sẽ xả hàng cho các chị rất là rẻ. Các chị chia sẻ livestream với Tuyết nha. Chia sẻ livestream với Tuyết 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần về nhóm với Tuyết. Bắt đầu lên 200 người xem Tuyết bắt đầu xả luôn, các chị chia sẻ nhá. Ok chưa, bắt đầu nhiều hàng nè. Còn mọi người nói thẳng là những cái hàng này của Tuyết chị có áp dụng chị đặt chia sẻ livestream. Thứ nhất là thứ hai, thứ ba là mọi người hàng này mọi người sẽ được mua với giá là 1/3, 1/4 so với giá bình thường. Nên mọi người chia sẻ livestream nhá. Ví dụ bình thường bộ này Tuyết bán là 300 thì hôm nay Tuyết xả rất là rẻ với nhau chia sẻ livestream đi nha. Nhưng trong những cái hàng này nó chỉ bán được nửa giá thôi nên các chị chia sẻ livestream cho em nhé, không có nhiều. Mỗi lần nó về chỉ một bao thôi mà, vì em cũng khá nhiều đơn nên mỗi lần nó về nó chỉ một bao và em xả hết một bao này em sẽ nghỉ, em sẽ quả xả qua hàng của em nha, chia sẻ livestream cho em nha. Rồi ok nha. Rồi mọi người chia sẻ lên livestream cho em nhá. Mọi người nhá, chấm cho em một chấm tương tác đi để tránh mình còn nhìn thấy nhau nhá. Mình ra đây mình ngồi. 139. Rồi ok mọi người nhá, chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream cho em mọi nhá, chia sẻ livestream cho em đi mọi người nhá. 214 chế xem rồi. Bắt đầu xả trong khi em đang nói chuyện như này, mọi người chia sẻ livestream với Tuyết để mình tăng tương tác với nhau nhá, tăng tương tác với nhau. Rồi ok bắt đầu xả này. Nào những cái hàng này Tuyết chỉ áp dụng chị nào chia sẻ livestream và nói trước là các chị chỉ mua được cho mua bằng với giá là 1/3 giá của em bán thôi nhá, 1/3 so với giá của em bán thôi. Mọi người chia sẻ tăng tương tác lên nào. Bên này 108 view đúng chậm quá, mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Ok chưa? Rồi các bạn đã chia sẻ em cho các chị đã chia sẻ này các chị nha, chia sẻ livestream cho em 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần với nhóm cho em nhá.
Rồi mã tâm mật cho em, nói chung là cái mã này em bán quanh năm, bán đi bán lại, thế nên là mọi người ơi hoàn về rất nhiều. Bình thường em bán 300.000 thì hôm nay em chỉ bán cái dạng là giá là 99.000 cả bộ luôn. Rồi cho em mã là mã Fendi 99k này, Fendi 99k viền nâu rất là sang chảnh nha, chuẩn tem mát Quảng Châu luôn. Giá 300.000 hôm nay tiết giảm bằng 1/3 giá so bình thường là 99k cả bộ. Chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream thôi nhá. Rồi chị nào lấy cặp mật cho em Fendi đen này, cứ dưới 62 cân bộ này, dưới 62 cân bằng đẹp cho em nha. Rồi còn đây là size gì đây? Đây là size M này. Rồi cặp mật cho em mã là mã cặp mật cho em Fendi mã 1 này. Giá là 99k cả quần cái áo, mã này tôi bán mấy nghìn bộ rồi. Nên là hoàn đi hoàn lại là chuyện bình thường nha tình yêu nha. Rồi mã này các bạn trên mã là mã 1 cho em kèm số lượng chia sẻ hàng Quảng Châu cao cấp luôn, 99k cả bộ mã 1. Chị nào chưa săn được cái mã này trước kết thúc rồi chứ không lấy về thêm, thế nên là chị nào không có mua được thì nhanh tay hôm nay mua giúp tiết nha. Mã này là mã trước kết thúc rồi, không có về thêm mẫu nữa nha, nên chị áp dụng chị nào chia sẻ là chi thôi. Còn những cái bộ này bình thường là hàng Quảng Châu mát như thế này bán là 300.000, hôm nay chỉ mua 1/3 giá là 99k. Có tình yêu nhanh tay săn hàng giúp em nhanh, nhanh tay chấm săn hàng giúp em nha. Rồi mã 1 cho em kèm số lượng chia sẻ cho em nào, mã 1 kèm số lượng chia sẻ nha mọi nha. Mã 1 em sẽ xả cái bộ trên người của em ngay bây giờ chị chia sẻ nhá. Rồi mã 1 của em kèm số lượng chia sẻ nha. Rồi kìa. Mã 1 cho em kèm số lượng chia sẻ nha tình yêu nha. Mã 1 cho em kèm số lượng chia sẻ. Để lên mức đúng 300 view bên đâu ghim có chịu nha. Bắt đầu ghim mức 300 view ạ. Người xem bắt đầu xả hàng. 300 người xem bắt đầu xả hàng 1295 rồi. Ok. Mã 1 cho em lên cho em kèm số lượng chia sẻ đi nha. Có rồi hiện tại mã 1 bộ Fendi em chỉ bán với giá 99.000 thôi. Nhanh chóng mà chia sẻ lại cho em nha. Xả bộ của em lên 350.000 xem em sẽ bảo xả bộ của em nha. Rồi chị ơi này, quá lên Fendi có hai bộ, một bộ trắng và bộ đen, chị nào trắng đẹp chưa? Nào, chị nào lấy trắng thì comment trắng, chị nào lấy đen thì comment đen giúp em nhá. Lấy trắng comment trắng, lấy đen comment em. Nhanh chia sẻ cho giúp em nào có chiều, mỗi người cho em xin nút chia sẻ đi. Nào mỗi người cho em xin nút chia sẻ, kèm cho em số lượng chia sẻ nhá. Tuyết chỉ kèm cho em số chia sẻ là chỉ có chốt cho ai kèm cho em số lượng chia sẻ. Chị nào lấy trắng comment trắng, chị nào lấy đen comment đen cho em. Giá là 99k, bình thường tuyết bán là 300 thì bây giờ tuyết bán 99 thôi, thế thôi nha. Rồi bắt đầu ghim này của chị nào đây? Rồi 99k thôi. Một trắng một đen của chị nào, trắng của chị nào, đen của chị nào, comment cho em số nhóm chia sẻ nhá. Không phải comment số điện thoại gì đâu, em không biết. Em không biết số điện thoại của chị là gì đâu, em chỉ cần biết ghi của chị lên và tự động nhắn tin cho em lấy hàng thôi nha. Rồi ok, cho nên chị Huỳnh Dung 60 nhóm, ok chị Huỳnh Dung. Ok, chị Huỳnh Dung 60 nhóm này, xả hàng thôi. Nói chung là hôm nay mùa đông xả hàng chiên luôn. Phương Nghi Cao Hà. Phương Nghi Cao Hà bên chị ơi, chia sẻ thật là nhiều lên, hôm nay sẽ xả 100 bộ với giá là 99.000 luôn đấy ạ. Hôm nay xả 100 bộ với giá là 99.000, chia đầu mùa luôn, một bao mà các chị từ từ nhá. Hôm nay thật sự là chị nào không mua được ấy thì nhanh tay mua đi, thì nhanh tay mua đi, thì nha, 99k cả bộ thôi nha mọi nhá. 99.000 cả bộ, bình thường tôi bán là 300.000, hôm nay tôi xả 99.000 thôi. Xong này em sẽ xả cái bộ của em đang mặc nữa nha. Nói chung là rất là nhiều. Chia sẻ của em đi, mỗi chị cho em xin 5 lúc, 5 lần chia sẻ lên nhóm đi các chị ơi. Kèm cho em số lượng chia sẻ nha, Tuyết thì xong là Tuyết sẽ lên 350 người xem, Tuyết xả bộ của Tuyết mặc luôn. Rồi bộ ong này, size gì đây, đẹp quá. Ôi trời ong này, ong đáng yêu ghê. Rồi chia sẻ của em lên mức 400 view nữa các chị ơi. Nào ong đáng yêu quá, bộ ong này 99.000 bộ ong. Trời đẹp chưa? Bộ ong không có bán này. Toàn bộ đắt thôi, không phải hàng lem rẻ ở đâu mà nha. Hàng này rất là đắt rồi, bộ ong này. Cứ lên comment cho em số lượt chia sẻ đi em ơi. Cứ comment cho em số lượt chia sẻ. Comment cho em số mã bộ ong kèm số lượt chia sẻ của em mình nha. Mình lấy bộ nào cũng được mà, vì hàng đắt mà mình lấy bộ nào cũng được. Kèm số lượt chia sẻ được. Xả luôn bộ của em đây rồi. Comment cho em bộ ong kèm số lượt chia sẻ này, chốt nhanh em ơi. Nào các chị nhớ phải theo dõi nha, bộ ong của chị nào đây. Rồi kèm số lượt chia sẻ lên đây được nha các chị ơi nha. Nào kèm số lượt chia sẻ trên đây ạ. Rồi các chị ơi, lấy bộ nào cũng được mà. Là chiếc mini cao cấp thôi. Lấy bộ nào cũng được, mình xả rẻ thì mình lấy bộ nào cũng được. Mọi người chia sẻ lại chi mà theo dõi em nhé. Kèm số lượt chia sẻ của em. Nào kèm cho em số lượt chia sẻ bộ ong của chị nào đây. Nói chung là chỉ cần comment cho em số lượt chia sẻ, không phải comment cho em số điện thoại là gì đâu, vì em ghim mà. Rồi ok, chia sẻ đi các chị ơi. Chia sẻ đi hộ em đi các chị ơi, chia sẻ hộ em đi ạ. Rồi cho chị Phú Nguyễn này, ok chị yêu Phú Nguyễn này. Nào comment số nhóm chia sẻ đi em. Ok chị Thu Thủy nào, ok. Ok Thu Thủy nào, comment chia sẻ nữa lên trên đi ạ. Nào comment cho em số nhóm đi các chị nha. Còn mấy bộ nữa này, em có bộ nào em xả hết bộ đấy 99.000 đây. Bộ em không bao giờ chê được các chị ơi. Rồi đây nha các chị nhá, chỉ cần comment cho em số nhóm này, hàng chuẩn lắm luôn mình nhá, channel này. Rồi cho ra ngoài. Rồi chị ơi xả hàng chia sẻ lại chi cho em, comment cho em số nhóm nào các chị nào đây chia sẻ lại chi mà nhớ là gửi cho em 10 mà theo dõi nha. Rồi bây giờ xả bộ của em này. Nào ok chưa nào? Ok bộ này bộ đen, còn bộ trắng bộ đen là có hai chị nào đây? Trắng đen là channel nha. Nào nhá, các chị chia sẻ đi, bây giờ mới xả bộ của em rất là rẻ cho các chị luôn nhá mọi nhá. Xả bộ của em luôn và giá các chị nhá. 10 bộ đầu tiên với giá là 99.000 các chị chia sẻ lại chi mà nhiều chị chia sẻ và em sẽ bán luôn 99k bộ luôn. Bộ của em đang mặc trên người em mới xả các chị luôn, chị em các chị là 99k cả bộ luôn. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em mã này là mã comment cho em mã là mã 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Rất là nhiều.
nhiều chị hỏi nhưng em sẽ giả tri ân các chị một số chị trên chia cho các chị luôn với giá là 99.000. Bộ của em mặc là bộ Gucci cao cấp mà đợi lâu lắm mới về luôn rồi các chị nha. Xả là 99.000. Các rồi các chị chia sẻ của em nào lên mức đốn 500 view các chị nha. Lên mức cứng là 500 view bắt đầu xả bộ của em đang mặc với giá là 99.000 đồng một bộ thôi. Nên là chị nào thích bộ em đang mặc thì nhanh chóng là nào, chia sẻ cái livestream này và ấn theo dõi cho em. Tuyết sẽ xả bộ của Tuyết đang mặc với giá là 99k bắt đầu chốt hàng cho em nha. Bộ của em hôm nay đang mặc chỉ có mấy chục bộ thôi, em sẽ xả cho chị là 99.000 chia các chị luôn. Các chị nhanh tay comment cho em mã là mã 99 ta kèm màu đen, màu đỏ, màu trắng cho em nhé. Cả bộ là giá 99.000 luôn. Bộ của em tạm thời gọi là bộ Gucci cao cấp của Nhật quần ở Việt rất là thăng chuẩn đấy nhá. Đây là cực đẹp. Chất liệu cực đẹp, cực tuyết bán hàng ở Tết chưa thấy bộ nào chất đẹp như bộ này luôn. Rồi comment cho em đã là mã bộ Gucci 99k kèm số điện thoại chơi. Lên chia sẻ livestream cho em lên mức 500 người xem, 410-40 xem rồi. Chia sẻ nhanh tay cho em lên 500 người xem bắt đầu chốt hàng. Bộ của em đang mặc hiện thời xả giá là 390k, xả xuống còn 99.000 cả bộ luôn. Có 3 màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen, các chị comment cho em 99k kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen nha. Đây mọi người ơi, 99k kèm màu đen, trời ơi, màu nào rất là đẹp mọi người nha, rất là thực sự rất là đẹp, bộ này rất là đẹp luôn á. 99k kèm màu mọi người ơi. Không lên view được các chị ơi. Riêng các chị mua những cái áo này đã tầm là giá của nó là 250-300.000 rồi. Mọi người nha, riêng các chị mua đã 250-300.000 rồi. Chứ đừng nói cả thuyết bộ thì bán ra 99.000 các tình yêu nha. Nhanh tay comment cho em đã là mã 99k kèm màu đen, màu đỏ, màu trắng giúp em nhá. Màu đen trời ơi, màu sáng xuất sắc luôn. 99.000 cả bộ thôi, chị nào chia sẻ livestream nhớ chưa? Trời ơi mọi người nhìn riêng cái áo này chị mua đã 250-300.000 rồi. Lên mức 500 view bên em bắt đầu chốt hàng các chị yêu nha. Chia sẻ livestream chọn màu em sẽ mặc từng màu mỗi các chị xem chia sẻ livestream cho em nha. Rồi mọi người ơi, có phong vân nặng từ 38 đến 60 cân mặc vừa thôi. Nào các chị ơi, chia sẻ nhiệt tình cho shop em đi, lên mức đúng là 500 người xem. Bây giờ em sẽ bắt đầu chốt hàng với giá là 99.000 nha các chị nhá. Rồi mọi người chia sẻ chia sẻ của em thật là nhiệt tình ý. Em sẽ mặc từng màu các chị mặc để xem luôn. Mọi người nhanh tay comment cho em chuẩn của Pháp 99k kèm màu đen, màu trắng, màu đỏ cho em kèm số điện thoại cho em. Em xả cho chị dưới giá là 390 hôm nay chia. Em chỉ cho chị nào đã chia sẻ của em thôi. Xả xuống cho chị là giá 99.390 xả xuống 99. Cả quần cả áo luôn các chị nha. Bình thường các chị mua những cái áo này đã là tầm 350 rồi. Còn hôm nay Tuyết xả cả bộ cả áo cả quần limit như này luôn với giá là 199k. Bây giờ Tuyết sẽ mặc thử màu khác cho các chị xem nha. Đấy mọi người rất là đẹp này. Một ăn giá của nó là 99k thì nào chia sẻ livestream nhá. 99k một bộ thôi nha. 99k cả bộ thôi. Số lượng có hạn bao nhiêu người xem rồi. Nào được, chọn màu cho em các chị ơi, lên cho em 500 người xem lên chậm quá. Mọi người ơi lên 500 người xem với nào. Em sẽ mặc thử màu trắng cho chị xem nha. 99k kèm màu đỏ, màu đen, màu trắng cho em trời ơi. Các chị ơi, em chỉ chốt cho chị nào đã chia sẻ thôi. Nên là chị nào đã chia sẻ thì nhanh chóng là comment vào đây các chị nha. Comment 99k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm số nhóm các chị đã chia sẻ nào, chị nha. Bây giờ comment cho em số nhóm các chị đã chia sẻ đi các chị ơi. Comment cho em số nhóm các chị đã chia sẻ đi ạ. Bây giờ chị có chia sẻ không mà nó không lên nào, view. Không lên view. Bây giờ chốt cho hai chị đầu tiên rồi nha. Nhanh tay cho em đi mọi nha. Có chia sẻ cho em không? Comment cho em số lượt 99k kèm cho em số nhóm chia sẻ, không phải comment cho em số điện thoại em gì. Bắt đầu chốt hàng này các chị ơi. Rồi tiếp tục chia sẻ đây, chưa được 500 view các chị ơi. Chia sẻ mỗi chị cho em chia sẻ đến tất cả các nhóm vừa chị đang theo dõi đi ạ. Đếm chốt của chị bộ này với giá là 99.000 đồng là giá lỗ rồi các chị ơi nha. Rồi nhanh chóng mà chị nào muốn mua bộ này với giá 99.000 đồng comment của em. Quá đồng ô cấp, chất liệu là chất liệu Umi cao cấp luôn mọi người nhá, chất liệu Umi loại 1 luôn. Giá là 390 mà hôm nay shop em xả xuống 99.000 thì các chị thấy nó rẻ không ạ? Nhanh tay comment cho em chuẩn của Pháp 99k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Em sẽ mặc thử màu trắng cho chị xem này. Cả bộ là chỉ có 99.000 thôi, chị thấy xuất sắc không ạ? Quá là xuất sắc luôn, nhìn chưa bomber này, trời ơi cái bomber này các chị mua đã 300.000 rồi. 300.000 rồi, còn riêng chất liệu của nó là chất liệu Umi cao cấp luôn. Không phải là da cá các chị ơi nha. Đó chị nha, 99.000 thôi, em dơ gần chất. Comment là nhiều bên em bắt đầu chốt hàng ạ. Em dơ gần chất các chị ơi, em dơ gần chất này có 99.000 thôi các chị nha. Các chị nhớ like và theo dõi đi các chị nha để tăng tương tác. Các chị ơi nhớ like và theo dõi lên video livestream này để tăng tương tác nha các chị nha. Khi lát bên em chốt hàng sẽ dễ nào, nhìn thấy bình luận em hơn ạ. Em thử mặc màu trắng các chị xem này các chị ơi, quá đẹp luôn các chị. Nhanh tay chọn màu cho em nha, bắt đầu chốt hàng em ơi. Rồi em sẽ bắt đầu chốt hàng các chị ơi, để em bắt đầu chốt hàng đây. Nào em sẽ mặc thử màu trắng nha, mọi người mang ở đây tự chốt. Rồi chị ơi comment cho em màu trắng này, trời ơi màu nào rất là đẹp. Chị nào mà nói chung là chị nào thích màu đỏ thì mặc màu đỏ, chị nào thích màu đen mặc màu đen, chị nào thích màu gì thì lấy màu đấy. Bộ khóa đồng lông lanh lắm luôn. Bộ này của em nghĩ là cái bộ siêu phẩm quá trời luôn, vì nó sẽ không bao giờ về thương hàng nhá, không bao giờ về thương hàng đâu. Nhìn này, khóa đồng rất là cao cấp luôn, 99k cả bộ luôn, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, người giá còn rất tốt, nó chất quá đẹp. Áo có Gucci, quần cũng Gucci luôn này, 99.000 cả bộ luôn nhá. 99k cả bộ thôi. Em sẽ mặc tiếp màu đen các chị luôn, các chị chia sẻ livestream với em nhá. Nào bắt đầu chốt hàng nha, tình yêu nha, bắt đầu chốt hàng này. Các chị chia sẻ livestream kèm thêm số nhóm đi nha. Bắt đầu chốt đây.
đi. Rồi chị chia sẻ hộ em nhiệt tình lên đi ạ. Nào bắt đầu chốt nhá, chị Nha bắt đầu chốt. Trời ơi, nói chung là đêm khuya rồi mình vào mình mua hàng đi, 99k cả bộ thôi. Bây giờ bắt đầu chốt nhá. Mùa này không có một bộ. Trời ơi, các chị căm mình được đúng không? Căm mình đúng cú pháp vào. Còn mùa này các chị mà không có bộ này mặc là quá tiếc luôn nhá, quá tiếc luôn cái bộ này các chị ơi. Và cái mùa lạnh này là mặc quá là hợp lý luôn mọi nhá. Đấy. Mọi nhớ là mình like làm video livestream và theo dõi cho em nhé. Xuất sắc lắm luôn các chị. Xuất sắc. Em thật em cũng để bộ này em mặc để em bán quần áo mà em chưa để lại bộ này mặc bao giờ đấy. Rồi ok nhá, 99.000. Nhớ là có phong cân nặng 38-60kg không vừa không lấy cho em nha, không vừa không lấy. 38-60kg thôi, không chị nào không vừa thì không lấy cho em nhá. Quần của nó bao gấu này. Bao gấu màu đỏ rất là xinh nha, vì em lùn hơi lùn em mặc hơi trùng nên mình nhìn chợ quần bao gấu màu đỏ rất xinh này đấy. 99.000 cả bộ thôi. Rồi cảm ơn chị em bắt đầu chốt hàng này. Nào bắt đầu chốt hàng nha mọi nha, chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream giúp em nhiệt tình lên các chị ơi. Em có mấy cặp thôi, ơi, chia sẻ đi nha. 99.000 một bộ thôi các chị ơi nha, rẻ cực kỳ luôn á. Thì nếu hôm nay không chia sẻ, không like thì quá là tiếc luôn. Nào không chia sẻ like quá tiếc luôn mọi người nha, không chia sẻ like là quá tiếc luôn. Chịu áp những chị nào chia sẻ livestream thôi nha. Bắt đầu chốt hàng này, comment cho em kèm số lượng chia sẻ đi nha. Không comment cho em 99k nữa. Bây giờ comment cho em số lượng chia sẻ đi các chị nha, 99k kèm số lượng chia sẻ đi. Trời bộ cao cấp cực kỳ, em nói thật là mặc lên ra được, không ai bảo là 99.000. Nặng lên 2 cân luôn, bên trong người này, bên trong này trời ơi cái áo này nó còn một tướng thêm cơ mà nha. Áo này hàng cao cấp của bên em đấy mọi người nha. Em chỉ trên có chị một số chị đầu like thôi, mọi người chọn đây này. Riêng cái áo này mọi người chọn hàng bên trong là một quần riêng áo thêm luôn. Nào comment cho em số nhóm chia sẻ nữa chị ơi. View lên cấp cho mọi người sẽ nhanh tay giúp em để em quần qua mã này. Nào 99k kèm cho em số nhóm chia sẻ nha. Rồi 99k kèm số nhóm các chị đã chia sẻ ở em đi ạ. Để em bắt đầu ghim đi ạ. Nào chị nào đã theo dõi các bạn vào đây, chị nào đã chia sẻ các bạn vào đây, chị nào đã theo dõi đúng là các bước rồi, các bạn vào đây cho em nhanh tay cho em nào. Chốt đi. Ok, chương hàng 60 nhóm này. Chương hàng này chốt chưa? Chưa. Màu gì? Không có màu gì đâu, vứt vừa đi. Ok, chương hàng 60 nhóm này. Chốt màu cho em, 60 nhóm chị nào ở đây. Rồi ok, chương hàng 60 nhóm này. Tam chị các trần chị nhớ phải theo dõi nha. Ok, tam trần 50 nhóm này. Rồi nhớ phải theo dõi nhá chị nha. Các bạn xem số nhóm đi, các chị nào không các bạn số nhóm không chốt đâu. Nào chia sẻ lại cho em nha các chị ơi. Chia sẻ và theo dõi sau em đi ạ. Nào tiếp tục chia sẻ đi các chị ơi. Comment cho em số nhóm chia sẻ một nha. Số nhóm chia sẻ đi ạ. Rồi ok chị Thanh Hà 76 nhóm này. Ok chị yêu Thanh Hà này. Ok Thanh Hà 76 nhóm này. Comment cho em số lượng chia sẻ nha. Rồi qua mãi đi các chị nhanh tay cho em nào. Không có nhiều đâu. Ghi lên thấp và tiếp sẽ không ghi nhiều lên nhau rồi nha. Comment cho em đi nốt một chị bên này đi. Thấy ok chị thưa ok Thương Thiên Đoàn một cái này, ok chị Nguyễn Hương một cái này, 30 nhóm. Ok chị Linh Lan một bộ luôn này. Ok chị Linh Lan này. Ok à. Chị Nguyễn Linh này. Ok Linh Lan, ok Nguyễn Linh này. Nào view lên cho em các chị ơi, nào tụt view như một cơn gió luôn. Chia sẻ đi các chị ơi, chia sẻ đi nha. Chia sẻ em chốt cho các chị nha, vì nó không lên view là các chị không có chốt nữa đâu nha. Các chị phải bán hàng qua mã một cái tay nha. Không lên được 1000 view là các chị không chốt cho 30 chị đâu. Nếu mà lên 1000 view các chị sẽ chốt cho 30 chị nha mọi nhá. Thì hiện tại lượng view nó bị tụt là mọi người chia sẻ tiếp tục đây cho lên view, lên view 1000 em sẽ tổng chốt cho 30 chị tiếp theo nha. Nào mọi người chia sẻ lên cho em 1000 người xem đi các chị ơi, không có chị không view nó không lên này tụt nhanh quá. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ live stream của em lên 1000 view tôi sẽ chốt cho 30 chị tiếp theo nhá. Hôm nay ít người xem quá. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu bán bộ của em này, bộ của em đang mặc thì nó cũng sẽ có ít thôi nhá. Em chỉ chiên đúng 5 chị đầu like với giá 99.000 thôi chứ bình thường em không có bao giờ có like đâu. Chiên có chị rất là nhiều và cái mã này cũng rất là đắt nha, em đã cố gắng chiên có chị tầm 4-5 bộ, 6 bộ rồi. Thế nên là các chị phải thông cảm cho em nha, bộ này rất là đắt, đầu like chị đã chiên rất là nhiều rồi nhưng mà nha nên là chị đã chưa săn được. Thì hôm sau mọi người săn nha. Hả? Em sẽ qua mã rồi nha. Nào mọi người ơi, sẽ qua mã này các chị ơi. Nào chia sẻ là chi cho em nha, bắt đầu qua mã này. Em sẽ bắt đầu qua mã siêu phẩm vào tối hôm nay nha. Màu trắng cái gì nhá, à, màu đen đỏ nhá. Rồi em sẽ bắt đầu qua mã siêu phẩm là các chị đang mong chờ vào tối hôm nay các chị ơi nha. Các chị ơi nhớ là ấn theo dõi shop em đi các chị ơi, để tăng tương tác khi mà mình chốt hàng sẽ dễ hơn các chị nha. Và quan trọng là các chị muốn xem cái bộ mình đặt có thể tìm được giãn lãi dễ dàng cái live stream nay hôm nay nha các chị ơi nha. Rồi chia sẻ cho shop em đi các chị ơi, chia sẻ thật là nhiệt tình lên đi ạ. Chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay là chia sẻ các chị nha. Chất nhà em đẹp lắm luôn, bộ nhà em là toàn chất cao cấp cả đấy các chị ạ. À, quần đấy, quần mới mua đưa đấy. Ở quần mới mua đưa mà. Ông ra. Rồi em sẽ đến một bộ siêu phẩm các chị ơi. Nhanh chóng em sẽ qua mã luôn bây giờ đây. Còn 99.000 là chị chiên cho một số chị đầu like thôi. Chứ bộ này đã lặt đắt lắm đấy ạ. Thấy chị Thảo Nguyên nha. Rồi các chị nhớ ấn theo dõi shop em các chị ơi nha. Nào bây giờ em sẽ qua mã nhé, tình yêu
siêu phẩm nha. Rồi em sẽ qua mã siêu phẩm với các chị yêu nha. Em đang bán hàng luôn đấy ạ. Rồi các chị chia sẻ lên mức đúng 600.000 sẽ bắt đầu chơi mini game tiếp các chị nha. Bộ vừa rồi không ấy đâu các chị ơi, hết rồi ạ. Nào bắt đầu qua mã, mọi người chia sẻ livestream mà nhớ là gửi lời cho em lời mời các bạn nha. Bây giờ em sẽ qua bộ ong siêu phẩm này. Bộ ong siêu phẩm nhanh tay lên. Nào qua bộ ong nha, tình yêu nha, vì hôm nọ các chị hỏi nhiều bộ ong lắm. Hôm nay bày bà, thì cái mã đầu tiên là tiếp không có nhiều chị ăn đâu rồi nha. Vì hàng tác thì mọi người ơi, không chị ăn được nhiều đâu ạ. Mã này em sẽ qua một mã cực kỳ là xịn đây các chị ơi. Rồi qua một mã cực kỳ là xịn nha. Rồi đúng rồi, em đang bán giá bình thường đây. Tại vì là 99k chỉ là giá chia sẻ thôi ạ. Giá chia sẻ cho chị nào may mắn thôi. Nào bộ của em đang mặc là bộ ong nha mọi người nha, bộ ong này. Rồi bộ của em đang mặc trên người là bộ ong nha, hôm nọ bán cực là chạy luôn. Bộ ong đá cao cấp của nha, nhìn thấy chưa, bộ ong đá cao cấp này. Trời ơi quá là đẹp luôn rồi nha. Bộ ong đá cao cấp của em bây giờ em sẽ bán cho chị Thiên giá cực là đẹp luôn. Mọi người cái bộ này hôm nọ em bán rất là chạy luôn, các chị hỏi quá trời luôn. Mọi người nhớ chưa, ong đá bộ của em gọi là bộ ong đá viền nhũ cao cấp, mọi người nhớ chưa, đây quá là thông thoải luôn. Bộ ong đá như thế gì nào, bộ của em đang mặc trên người là bộ ong đá cao cấp nha, hôm nay em xả luôn về thêm nó. Chị ơi về mấy bộ chị không kịp mua mà đã hết rồi, mọi người chợ viền nhũ này. Bộ ong đá cao cấp xả với giá là 490.000 nha, hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 cùng nha. Rồi mọi người comment cho em mã là mã ong đá này, comment cho em mã B1 cho em. Bộ này gọi là bộ ong đá cao cấp cả quần áo, mọi người chợ đây này, cả quần áo luôn, rất là đẹp luôn. Con ong được thêu bằng đá nha, con ong được thêu bằng đá này rất là đẹp luôn. Em sẽ xả bộ này giá là 490, hôm nay xả xuống các chị luôn, từ giá là 490 xả xuống còn 199.000 cả bộ ong đá luôn. Cho chị em mã là mã B1 nha. Hôm nọ các chị biết là quá trời là cái bộ này em bán trong một phút là hết hàng nha, vì hôm nọ mà không có hàng để về nha, hôm nay là về thêm. Rồi cho chị em bộ là bộ B1 cho em chị ơi. Hôm nọ nhiều đấy, các chị cứ xem livestream em xem tranh nhau không có hàng. Hôm nọ tranh nhau bộ này không có về hàng nha, hôm nay về hàng thêm nha. Rồi các bạn xem mã B1 ong đá, hôm nọ chị nào chưa làm được thì nhanh tay đặt cho em một nhỉ. Trời ơi, ong đá B1 nha mọi người nha, 199k cả bộ luôn. Cho chị em mã là mã B1 nha, bộ này giá là 490. Xả xuống còn 199k cả bộ luôn, cả áo cả quần luôn nha. Thì hứa chị mua những cái áo như này đã là 250-300 rồi, thế mà hôm nay chứ bán cả bộ là 199k thôi thì yêu nha. Nhanh tay cho mình nhanh lên xem nào. Cảm ơn cho em mã là mã 100, mã B1 cho em, kèm màu đen, màu trắng, màu đỏ cho em nhé, kèm số điện thoại cho em. Hôm nọ em bán quá chạy mẫu này, hôm nay về thêm bán 1.000 mẫu luôn. Hôm nay về thêm luôn tình yêu nha. Comment nhanh tay cho em B1 kèm ong, B1 kèm màu đỏ màu đen. Rồi các chị ơi, bộ ong đá này với giá là 390.000 các chị yêu nha. Hôm nay em xả xuống với giá là chỉ có 199.000 cả bộ cao cấp thôi các chị yêu ạ. Rồi rất là xịn luôn, bộ ong đá bên em hôm nọ đang cháy hàng rồi. Các chị cứ nhìn vào livestream của em hôm trước mà xem, em cũng không có gọi được hết, gọi được có một số chị thôi đã hết rồi. Hôm nay nhập về thêm các chị đúng 100 bộ 3 màu thôi. Nào, chị nào hôm nay trước chưa mua được thì nhanh chóng comment lại của em. Quá xuất sắc luôn rồi nhá. B1 cho em kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. Giá chia sẻ livestream là 490.000, xả xuống còn 199k. Quần là quần bo gấu viền nhũ quá là sang chảnh, nhìn chưa? Quần bo gấu viền nhũ là quá okay, sang chảnh luôn. Okay, xả 490, xả 199k. Có 3 màu, có phong ơn nặng từ 38 đến 60 cân là vừa. Có 3 màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Rồi cái ông đá là quá xuất sắc, mọi người chưa? Ông đá là quá xuất sắc luôn. Okay, comment cho em này. Đúng, comment cho em đúng cú pháp là B1 kèm màu đỏ, màu trắng, màu đen cho em nhé. 199k cả bộ luôn. B1 kèm màu trắng. Không có sai các chị yêu nha, nó có sai hết đấy. B1 kèm màu đen cho em nha, đủ size S, M, XL luôn, mọi người chưa? Quá xuất sắc luôn. Rồi cô chị ơi, bộ ong đá bên em xả với giá là 199.000 cả bộ thôi. Chất liệu Umi cao cấp rất là đanh mịn nha cô chị nha. Quay máy ra thoải mái, không mai không xù luôn các chị nha, không phải là chất xù đâu. Nên là chị nào thích bộ này thì nhanh chóng là comment hồi em lên mã B1 nào, kèm số điện thoại kèm màu nha. Bên em có đủ màu đen, đỏ, trắng, các chị nào lấy màu nào các chị lấy màu đấy nhá chị nha. Bộ này cực kỳ là cao cấp các chị nha. 199.000 nha các chị nha, không phải là 99.000 đâu. 199.000 nha các chị nha, giá rất rẻ đó chị ạ. Giá là 199.000, nhanh tay comment đi về tuyết bán mấy nghìn bộ, hôm nọ không có bán, hôm nay về thêm, hôm nay số lượng về thêm có một ít nữa thôi, mình nhanh tay giúp em. Ok Đặng Hương, ok Lý Thao Liên. Màu đỏ, màu trắng, màu đen. Trắng đỏ cầm bớt hàng lên số ạ. Hôm nọ chị danh nhau quá trời không có bán luôn. B1 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen giá là 490.000. Ok Mỹ Huệ này. Sale xuống 199k cả bộ luôn. 199.000 cả bộ các chị nha, đây gọi là bộ ong đá nha. Ok rất là đắt này. Ong đá quá là đắt, các chị không phải hỏi nhiều vì nó có đủ sai đủ số luôn. Cứ để lại cho em B1 kèm màu đỏ, màu trắng, màu đen cho em thôi nha. B1 kèm màu đỏ. Rồi ok Huyền Nguyễn này các chị ơi. Rồi nhưng comment hộ em mã B1 kèm số điện thoại kèm màu, bên em chốt đơn hàng thành công các chị yêu nha.
Bác rất là xịn luôn đấy. Rất là đẹp luôn, còn mẫu gấu của nhà B1 cho em quá rảnh luôn. Cả bộ là chỉ có 199.000 thôi. Ok Dương Phượng này, ok Hương Hà này. B1 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen cho em. Bây giờ em cũng thử con màu đen các chị nha. Giá nhà em có đủ size ạ. Là 199.000, quá là rẻ luôn. Chị nhìn chất của nó này, chất liệu là Umi cao cấp nha. Ok chị Hiền Hải Sâm, không phải đọc tên, chỉ cần để lại cho em đúng cú pháp cho em. Rồi em nhìn thấy chị Hường Trương, em nhìn thấy chị ạ. Chị các chị ơi, mọi người nhìn chợ con ong đá này. Đấy đắt chưa? Ong đá thêu rất là đắt luôn. 199.000 cả bộ luôn đi yêu nha. 199.000 cả bộ. Ok Hiền Hà này. Rồi em nói thật là bộ này cực hot luôn, lần trước về không có đủ bán, rất nhiều chị không có gọi mà lúc nào cũng hỏi còn ong đá không em, còn ong đá không em. Hôm nay về thêm 100 bộ 3 màu các chị nhá. Nhanh chóng để lại sản phẩm B1 kèm số điện thoại kèm màu. Bên em sẽ gọi có máy tính chốt đơn thành công các chị nhá, không có phải đọc tên nhiều đâu chị ơi. Rồi B1 cho em sẽ mặc màu khác này. Okay, B1 kèm màu đỏ, màu trắng, màu đen cho em, màu nào rất là đẹp. Bây giờ em thử qua màu trắng lên số chị ơi. Bây giờ em thử qua màu trắng này, trời ơi màu nào rất là đẹp thì có size từ 38 đến 65 kg ạ. Đây mùi nha, rất là đẹp luôn nha. B1 ok thì Nguyễn này, màu đen, màu trắng, màu đỏ này quá đẹp luôn. Okay, chị nào gầy gầy mặc màu trắng, màu đỏ giúp em nhé. Chị nào ok Hoa Huy mà thích màu đen thì mặc chất hơn một chút nha. Rồi okay, B1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Ok Ngọc Huyền này, 199.000 em sẽ mặc thử màu đen. Ok Phương Mai, bên em không có đọc tên chốt hàng nhiều đâu các chị ơi, cứ để lại mã số B1 kèm số điện thoại kèm màu, bên em sẽ gọi lại vào ngày mai các chị nha. Chất liệu Umi cao cấp nha mọi người, chất liệu Umi cao cấp một tuyết đảm bảo chứ không bán hàng ra cả luôn. 199.000 ok Hoa Quỳnh Anh này. Ok Hà Lê. 199.000 thôi thì nhiêu nha, lấy chị gọi cho em đi chị ơi. Nói thật em đặt bộ này vãi đi về đấy các chị ạ. Tại vì sản xuất nó rất là lâu các chị ơi, không phải nhanh đâu các chị ơi. Sản xuất cực kỳ là lâu vì nó cầu kỳ lắm luôn. Nên là chị nào thích cái mã ong đá này lần trước chưa có mua được thì nhanh cho em chóng mà gọi lại em. B1 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen, ong đá có cấp nha. Phạm Thu Hiền ơi, chị cứ lên mã B1 kèm số điện thoại kèm màu là có người là có máy tính chốt đơn rồi các chị ơi nha. Các chị cứ yên tâm, mai em sẽ gọi hết đấy ạ. Ok Hồng Trung này. Thấy chị Nguyễn Thân này, ok Trang Nguyễn này. Đây em sẽ mặc từng màu một, các chị cứ yên tâm đi ạ. 199.000 cả bộ các chị ơi nha. Ở đây em sẽ mặc chị ơi, màu đen này các chị ơi, quá là xuất sắc. Trời ơi màu đen các chị ơi, quá là xuất sắc luôn rồi nha. Màu đen này, ông đấy, đá ông đá này. Trời ơi không ai nghĩ là bộ này có 199.000 đâu mà nghĩ. Ok chị Lan Phương Hoàng, ok Vân Phong Trần này. Comment một lần thôi các chị ơi nha. Trời ơi màu đen là quá chất luôn. 199.000 thì khi các chị chia sẻ là chi mất tình yêu nha. 199.000 thì chưa ạ. Đây viền nhũ này rất là cao cấp luôn. 199.000 sang chảnh giá man luôn, còn tuyết đảm bảo luôn ấy mọi người ạ. Mặc ra ngoài đường không á thì bộ 4-500 luôn. Em nhập đất lắm luôn các chị ơi. Mã là mã B1 cho em nha. B1 kèm màu trắng, B1 kèm màu đen, đóng kín tưởng đi. Rồi các chị ơi, B1 kèm màu kèm số hại cho em nha. B1 kèm màu kèm số hại cho em các chị này. Quá là chất luôn. Trời ơi, cái bộ ong này mà các chị không mua về đây thì có tiếc lắm luôn, nhìn nó sang lắm luôn các chị nhá. Viền nhũ cao cấp ạ. 199.000 cả màu đỏ. 199.000 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. B1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Giá chia sẻ là chim là chỉ có 199.000, trời ơi chất lắm các chị ơi, nhìn này. Quá là chất luôn. 199.000 mặc cái mùa này quá là sang sảnh, đủ size từ 38 đến 60 cân mặc vừa các chị nhá. 199.000 này các chị ơi, nhìn chất này, quần viền này, áo viền này. Không ai nghĩ là cái bộ này có 199.000 đâu tình yêu nhá. Comment cho em đúng cú pháp B1 kèm màu trắng, B1 kèm màu đen, B1 kèm màu đỏ cho em. Và kèm số điện thoại cho em nhá, 199.000 thôi ạ. Đây ừ, ok đọc cái gì này. Nào, đủ đẹp size quá, màu đen. Trời ơi cái màu đen này xuất sắc cái này trời. Đây mọi nhá. Trời ơi màu đen xuất sắc, em sẽ mặc xong màu trắng luôn nha. Ok Trường chiếc bông này, rồi ông không có ống suông đâu. Ống này ống bo nó mới đẹp. Ok anh Hoàng ông này. Ống suông tức lấy chứ không bán chạy, tức không lấy ống suông đâu nha. Rồi B1 kèm màu okay, kèm Ngọc Huyền này. Được rồi chị cho mai ngay lên mã sản phẩm là được hộ em ạ. Rồi ok chị Thanh Diệu này, rồi đẹp lắm luôn các chị ơi. Ok Phương Lan Nguyễn, ok anh Vũ này. Rồi nhanh chóng là để lại số điện thoại các chị nhá, sớm hơn để được chốt hàng các chị ơi nha. Cứ lên mã sản phẩm B1 kèm số điện thoại kèm màu, bên em sẽ có máy tính chốt đơn cho chị luôn ạ. B1 kèm màu đỏ, okay, màu trắng, màu đen. Ok Hương Hà có rồi, Phan Kim Anh ok. Rất là đẹp luôn, mọi người chỉ để lại số điện thoại thôi là có máy tính chốt đơn. Ông đá Trinh Phan ơi, phải có số điện thoại bên em gọi lại tư vấn được các chị nhá. Em bên em tư vấn đồng hoàng chứ không có chốt luôn trên số điện thoại để chỉ cho làm gì đâu. Bên em phải gọi thẳng hoài các chị nhá. Ok Trần Tuyền này. B1 kèm màu, chị nào mà gầy gầy một chút thì mặc màu trắng, màu đỏ cho em. Chị nào mà thích chất thì mặc màu đen cho em nha. 199.000 chia sẻ lại chị mẹ đây. Là sao chuẩn, 62kg các chị vẫn mất vừa mà. Ok Cẩm Vân Hoàng này, bên em có size hẳn hoi, không phải hàng vừa đi size đâu các chị ơi. Không phải hàng vừa đi size nha các chị nha. Chị nào thích thì có form cân nặng từ 38 đến 65kg các chị mặc vừa. Các chị để lại ba okay, số B1. Ok chị Vân Hoàng lấy hai bộ về mặc đi tình yêu nha, vì nó quá đẹp luôn. Mình nhớ chưa? Ông đá cho em này, 199.000 chia sẻ với chị thôi nha. 199.000 thôi, quá xuất sắc luôn. 199.000 thôi. Rồi ok Như Quỳnh, ok Nguyễn Thoan này, ok chị Thị Liên, ok Lê Phương. Rất là nhiều chị đặt hàng rồi thì chúng mình nhanh chóng mà để lại số điện thoại sớm, bên em sẽ gọi lại tư vấn sớm với chị nha. Ok ốc ốc vụ, ok con hàng chị nào mới vào livestream thì nhanh chóng là chia sẻ cho shop em đi ạ. Đúng rồi, hôm trước đặt hàng không gọi chất đơn bộ ong đá đấy, hôm trước bên em chưa kịp gọi hết rồi các chị ơi. Vì nó về ít quá. Ok nụ cười thiên thần, ok Hương Bùi. Mà chị nào cũng hỏi ong đá còn không, ong đá còn không. Hôm nay về thêm mấy cái màu trắng này. Màu. Chị nào mà gầy gầy thì mặc màu trắng đi, quá okay, đẹp. Kẹo bông, ok Trang Nguyễn. 199.000 thôi, rất là nhiều nha. Màu trắng thật sự quá đẹp. 40 cân mặc được mà chị mẫu chỉ có 42 cân thôi.
nhanh chóng để lại mã sản phẩm. Nhanh tay, tôi muốn xem màu trắng ấy. Em nghĩ màu trắng đẹp lắm chị ạ. Màu trắng là cái màu mà siêu phẩm lắm. Em nói bán thật, giá này là quá rẻ đó các chị. Mặc mùa này bộ này ra đường thì cực kỳ là hợp lý luôn các chị nhá. Màu trắng nhìn thấy chưa, trời ơi đẹp chưa chị ơi, màu trắng nó nổi lắm luôn á. Có túi quần đấy chị ơi. Đây sẽ mặc qua màu trắng đấy ạ. Màu trắng là một cái màu siêu phẩm, em thật màu nào cũng đẹp. Chị nào gầy gầy lấy màu trắng, mà màu đỏ chị nào đậm người lấy màu đen giùm em nha. Trần Thủy Việt lên số ạ. Ok Ngọc Trâm, ok Ngọc Dầu. Trời ơi màu trắng ấy, chị ơi này, màu trắng đẹp chưa? Trời, màu trắng đẹp. Trời ơi màu trắng nó mới nổi con ong mới lại nổi cái viền lên nha. Một nha, màu trắng này quá xuất sắc luôn. Ok Thúy Lê, ok Trinh Phan. 199.000 màu trắng đấy chị ơi. Thì xanh. Trời rất ơi, là lịch sự ạ. Nào. Ok Thiên Kim, ok Phương Mai, ok Ngọc Huyền này. Rồi các bạn xem mã đang mặc, mã là mã B1 cho em, kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Giá là 490.000. À Umi cao cấp em sale 199.000. Em sẽ không bay không xuống đâu, em sẽ mặc tất cả các mình luôn. Màu trắng đẹp chưa? Trời ơi em thật là, chị nào mà cứ gầy gầy mà kiểu mà trẻ trẻ chung á, mặc màu trắng giúp em đi nha. Em có đảm bảo chị nào luôn là màu trắng nó không bao giờ làm chị hối hận. Mà nói chung là ba màu đỏ trắng đen đều là cái màu mà chị không bao giờ, màu nào rất là đẹp. Mà Tuyết không biết là Tuyết chọn màu nên chọn màu gì luôn rồi nhá. 199.000 thì các chị chia sẻ lại chi. Cho em mã là mã B1 cho em tình yêu nha. B1 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen. Trời, màu trắng đẹp chưa chị ơi? Màu trắng đẹp bao giờ cũng có rất là nổi. Ok Mỹ Huyền đỏ. Ok chị Ngọc Trâm đá đỏ này. Rồi 62 cân có vừa luôn các chị yêu nha. Rồi Nguyễn Thị Mỹ Hồng phải lên số cho em nào chị yêu ơi. Ok Tin Tin Trang trắng này, ok Từ Tiên Thị đen trắng này, ok Như Lanh trắng này. Các chị ơi, màu trắng là màu rất là trẻ trung rồi nha. Đúng rồi, phải của em rất là dày, phải nha em dày. Mọi người nhớ chưa, viền trắng thì bao giờ nó cũng nổi cái viền nhũ lên rồi nha. Ok, có áo có túi em nhìn cho kỹ từng hỏi chị đây nha mọi người nha. Comment cho em ong trắng này, ong màu cùng có kèm màu cho em mọi nha. Nhìn thấy màu trắng thì bao giờ nó cũng nổi những cái viền của các chị lên nha mọi nha. Viền này, đây rất là nổi này, màu trắng này cực là nổi luôn. 199.000 luôn. Các em nào chị là lấy màu trắng không? Ok Thơm Thị Sao, ok Ngọc Huyền, ok Hương Lê. Chốt cho chị Thúy Trang Nguyễn rồi, các chị cứ lên mã sản phẩm B1 kèm số điện thoại kèm màu, bên đây sẽ chốt đơn thành công các chị yêu nha. Rồi ok chị Vũ Anh Phạm mới lên số này, Hương Nga chốt rồi chị ơi, không phải comment lại nữa đâu. Có đủ size SML XL luôn nha. Ok Thiên Trang màu trắng là lên số đó chị ơi. Rồi ok Subin, ok Xuyến Lô này. Rồi tất cả các chị lên mã sản phẩm trắng B1 chị ơi. Lên mã đi mọi người, ong đá đỏ rồi, mọi người để lại B1 kèm màu đấy, không phải ong đá okay, đây cho em luôn nha. Đây mọi người B1 này. Em nghĩ cái màu trắng là cái màu mà các chị nên có cho bộ sưu tập okay, của những chị okay, nào okay, mà thích trẻ một chút nha, vì màu trắng kết hợp với áo như cái viền này nó nổi cực kỳ luôn mọi nha. Màu trắng nó bao giờ nó cũng nổi viền okay, cực kỳ luôn. Châm. Màu trắng ấy bao giờ nó cũng nổi rất viền. Các chị nha, viền nó lên rất là nổi, như rất là thể thao nha. Đây dáng đi của nó này. Rất là thể thao, rất là đẹp luôn. Rồi em giới thiệu một lần nữa bộ váy đang mặc và em sẽ qua mã luôn nha. Bộ váy đang mặc hôm nay là giá của nó là bộ B1 cho em, với giá là 490.000. Em xả số nữa chị luôn, còn 490.000 okay, xả xuống 199.000 nha. 490 xả xuống 199.000. Em nói thật trên thị trường không có những không, em đảm bảo không có ai nhà ai bán cái bộ này đâu các chị ơi, vì đặt xưởng rất là lâu luôn các chị ạ. Họ gia công rất là cầu kỳ nên rất là lâu luôn. Và giá rẻ như vậy không ai bán được đâu. B1 cho em kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen. Giá sale là 490, xả xuống 199k cả bộ luôn. Chị nào lấy đi lại cho em mã là mã B1 kèm màu đỏ. Đúng rồi, Nguyệt xét ạ. Ok, gấp mai. Có được ạ. Quần là quần bo gấu cho em. Nguyệt. Và em khuyên chân thành với chị luôn. Chị nào mà gầy gầy một chút thì mặc màu đỏ, màu trắng cho em. Màu đỏ, màu trắng, hai màu rất là trẻ nhá. Chị nào trẻ trẻ một chút cũng mặc màu trắng cho em. Và chị nào mà thích màu chất nhất. Ok, Hoa Phú này. Ok, Nam Bình. Ok, Ngọc Nhung. Màu đen này bao giờ nó cũng chất nhất luôn nha. Ok, Ngân Hòa này. Rồi. Cảm ơn cho em mã đúng cú pháp, 1 phút ở lấy nơi này em cho qua mã này. Rồi. B1 kèm màu kèm lại cho em. Bộ này sẽ không bao giờ về thêm nữa các chị nha, vì nó rất là đắt luôn, em không có nhập thêm nữa đâu, vì nhập vào cực kỳ là đắt. Em đảm bảo thêm chị thường không ai dám bán rẻ này đâu ạ. Ok, thì nhập Hoàng Nhập trắng này rồi chị ơi, đây là ong đá theo nha, đây 199.000. Còn tuyết mao vải bao chất luôn 199k các chị thôi các chị nha. Rồi chị nào, cảm ơn cho em ạ. Rồi chị ơi, comment cho em đúng cú pháp nha. Bộ LV em hết rồi nha. Rồi mọi người nha, bộ LV hết rồi không có về nữa. Rồi nhanh tay giúp em, để còn mà chậm tay hết em sẽ mặc thử một màu gì, một màu nữa các chị xem này. Nhanh tay comment cho em B1 okay, kèm màu trắng này, màu đỏ, màu đen. Xong em 1 phút đặt hàng rồi lên đơn và xem em Nguyễn này. Rồi em sẽ chạy bộ mốt một hôm nay để chờ bệ bộ chờ giả bên Quảng Châu về thôi các chị nha. Rồi em sẽ không có chạy bộ nữa đâu, nên chị nào chưa được mua được bộ nhà em thì nhanh chóng là mua vào trong 1-2 hôm nữa nha. Ok Huyền My, ok Thanh Diệu có rồi, ok Mỹ Lan này, ok Phượng Ly này, các chị chia sẻ livestream cho shop em đi ạ. Nào chị nào chưa theo dõi em thì nhanh tay nha. Theo dõi cho em nha, 199.000 nữa chị nha. Đây mọi người rất là sang chuẩn này. Chị nào chưa theo dõi em thì nhanh tay theo dõi cho em một lúc okay, theo Mỹ dõi Huyền. Và chị okay, nào chưa like theo livestream thì nhanh tay like cho em để không bị ảnh hưởng tác nha. Bây giờ ok bé heo nha. Đúng rồi, vải bao đẹp đi chị ơi, em bán bộ mấy tháng nay rồi, không có một ai chê chất vải nhà em luôn chị. Không phải bởi vì nhà em bán giá rẻ nhá, bán giá cực kỳ là rẻ. Các chị cứ tưởng vải da cá nhưng không phải là vải da cá đâu các chị ơi, tất cả toàn bộ là vải Umi cao cấp các chị nha. Vải Umi cao cấp đẹp, ok ngắt mai không mai không xù đâu, mặc mịn đanh mịn lắm luôn. Nhanh tay cho mình đúng không? Cứ lên mã sản phẩm B1 kèm sẵn là kèm màu, bên em sẽ chốt đơn thành công nha. Em ở Thái Nguyên nha. Milan ơi, có thể hết hàng bên em không có gọi được chị ơi. Thấy chị Huyền Moon này, các chị chia sẻ cho shop em đi ạ.
Ok Trương Chỉnh Tiêu này, ok Phượng đây, Trần. Đây nha, màu đỏ này em mặc nốt lần cuối màu và em sẽ qua mã luôn nha. Đây là màu đỏ này, có 3 màu, màu trắng, màu đỏ cho em nhá. 3 màu, màu trắng, màu đỏ của em cho em. Giá là 490.000, xả số 199.000. Viền là viền nhũ, nhanh tay comment cho em B1 kèm màu đỏ, màu trắng, màu đen. Và em nói thật các chị luôn, màu đỏ, màu trắng là hai màu trẻ trung rất là đẹp luôn. Mọi người nhá. Quý vị số ạ. Mã B1. Rồi đúng rồi, vải rất là dày và xịn đấy các chị yêu ạ. Em có chưa chị Tâm Tâm có lên mã sản phẩm B1 kèm số này kèm màu là được rồi các chị nha. Ok Lê Mỹ Duyên ạ. Ok anh Vũ này. 56 cân mặc ok luôn, có form cân nặng từ 38 đến 65 kg cơ mà chị ơi. B1 cho em, đừng có phát cho em đi các chị ơi, đừng có phát cho em okay, nào. Trần Bình này. Nó đầu tiên chưa bán đâu các chị ơi. Rồi ok B1 cho em 199.000 thôi tình yêu nha. Đen này, đỏ trắng cho em, ong thêu của ong lá quá đẹp luôn mọi người chưa? 199.000 quá rẻ luôn mà cái mùa này là các chị nha, mua quá đẹp luôn mọi người, cái dáng bo này rất là đẹp luôn nha. Người ta hầu như người ta nhập về toàn bán đến 299.000 một bộ thôi các chị ạ, đến 399.000 là hàng Việt Nam thôi. Còn bên em là hàng Quảng Châu các chị nha. Bán với giá này cực kỳ là rẻ rồi. B1 cho em kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. B1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Giá trên okay, sàn là 490.000, xả số 199.000. Rồi em sẽ qua mẫu ngay lập tức và không có bán lại mẫu này nha. Ok Phương Anh Nguyễn đỏ trắng này, số 60 cân vừa, 38 đến 60 cân đặt cho em. Rồi em nhìn thấy chị Anh Phạm nhanh tay đặt cho em nào các chị ơi. Rồi các bạn cho em mã là mã B1 cho em kèm màu kèm số điện thoại cho em. Ok trắng thì Linh Vũ này, bộ đầu tiên là mã gì, chị chưa bán bộ đầu tiên bây giờ chị qua bộ đầu tiên. Rồi chị ơi các bạn cho em mã là mã B1 cho em kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Giá sale là 490, có 3 màu, sale số 199k. Một Cường phút Bi lên số ạ. Ok Nhung Đoàn, ok Vũ Thanh. Em sẽ mặc lại màu đen của okay, Đồng Dung. Qua mã nhá mọi người nhá. Ok Tuyết Lâm này, nói luôn là mỗi màu chỉ có một trạm, mỗi 3 màu có 100 bộ thôi. Nên là các chị nhanh chóng mà để thích thì để lại số điện thoại nhanh chóng hộ em có chịu nha. Để em gọi lại chốt đơn, không là để lại số điện thoại chậm là sẽ không may sẽ hết hàng đấy. Ok Thúy Huỳnh, ok Ngô Thu Trang. Rồi ok Thương Hoài, ok Huyền. Nào em mặc màu đen em sẽ qua mã nha. 1 phút đặt hàng rồi nha. Rồi, 1 phút okay, đặt hàng em sẽ qua mã. Ok Kỳ Vũ Quốc Kỳ này. Ok Tuyết Thương Nguyễn này. Đúng rồi, hai bộ về mặc đi các chị ơi. Cho bạn em nói thật là các chị mặc về thể nào bạn bè người thân cũng rủ là mua thêm các chị nha. Tại vì em toàn vậy thôi, cứ một bộ hai mua hai bộ về mặc xong là toàn đặt 4-5 bộ vào em chị mua cho bạn chị đấy, tại vì ai chị cũng ơi, thích bộ mà. Em sẽ ok Hải 5K, em ok. Em đang đợi dạ về nên em sẽ không like okay, nhiều bộ đâu nha. Trong lúc okay, thời gian đang đợi dạ về thì em like bộ các chị thôi các chị nhá. Nào nốt bộ đi, mấy hôm nữa em sẽ nghỉ bộ đấy các chị nhá. 199k cả bộ luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua mã nha. Nên em không có đọc tên nhiều các chị đâu nha. Để lại mã sản phẩm kèm số thoại được ạ. Để lại mã sản phẩm kèm số thoại cho em nha. Rồi B1 cho em kèm không ăn được đâu. B1 cho em kèm màu kèm số thoại cho em nhá. Có trắng đỏ đen, chị nào có khuyên thân hành là chị nào người gầy một chút thì mặc màu trắng màu đỏ cho em. Còn chị nào mà kiểu mà tích chất okay, chất một chút thì mặc màu đen giúp em nhá. Ba màu thì trắng đỏ đen. Gì chị ơi? Ok Thiên Trang. Da mình hợp với màu nào thì mình lấy màu đấy nhá mọi người nhá. Da mình hợp B1 màu Tuyết nào, Lê màu đen em. Phải lên số nào? Ok Hảo Hảo này. Ok Hoa. Thật sự là da mình hợp với màu nào thì mình lấy màu đấy nhá. Nói chung là không phải hỏi đâu mọi người nhá. Trước đây okay. Mình mặc màu nào hợp mình lấy màu đấy đây. Riêng cái màu đen này thì mặc Chuyên rất là Kiên chất. Lên số giúp em màu chị đen ơi. Thì bao giờ cũng rất là chất rồi, em cũng thích màu đen cực kỳ luôn. Ok Đặng Liễu trắng đỏ này. Đây nhá. Ok Đông Đôn để đen size L này. Ok Bông Tôm. Rồi các chị để lại mã số sản phẩm B1 kèm số điện thoại kèm màu, em sẽ gọi lại chốt đơn vào ngày hôm mai các chị yêu nha. Ok Nguyễn Phương này, ok Đặng Liễu này. Vải Umi có cấp không mai không xù các chị nhá. Không phải vải da cá đâu các chị ơi. Cầm nào, lên nó nặng nó đánh mệt lắm luôn. Qua mã nha, qua mã nha. Ok 1 phút nữa này, ok Trần Thúy, ok chị Kim Chu được qua mã rồi nha. Cầm lên nó rất là đanh mịn các chị ạ. Không phải là nào, chất rồi. Mã em là mã B1 có 3 màu trắng đỏ đen đặt hàng, có để lại B1 cho em kèm màu kèm hướng lại. Em còn 3 túi này sale mà giá là 120.000 trả lời túi thì comment túi cho em nhá. Mai chốt đơn thì có lấy túi thì comment giúp đơn cho em nha. Túi của em là túi đinh có 3 cái cùng là 120.000 một cái nhá. Túi đinh này rất là đẹp luôn đây. Còn bộ của em là bộ B1 cho em giá sale là 199.000 có 3 màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Bây giờ tiếp qua bộ khác nha mọi người nha và không làm lại mã này nữa. Ok Ngân Hòa có rồi. Ok Lan Chi Phạm này. B1 trắng và B1 đỏ, B1 đen. Có chị Nguyễn Vân, ok Quyên Còi. Ok em. Linh Giang, ok Thảo Mèo. Rồi tất cả các chị có form cân nặng từ 38 đến 65 kg đều có mặc vừa các chị nhá. Quỳnh Anh ơi chị đặt xem gì có thể là inbox cho shop em để kiểm tra đơn nhá. 60 cân có vừa luôn. Em ở Thái Nguyên đó chị ơi. Ok Uyên Chu. Rồi ok Tuyết Yêu Thương ơi, đổi sang màu gì cũng được, may em gọi chốt đơn chị bảo đổi màu là ok mà. Ok Hương Đào này, ok. Ok Trường Lương ơi chị lấy phải lên số điện thoại giùm em nha chị ơi. Ok chị Bảo Nhi này, ok chị Tâm Thanh này. Rồi ok chị Huyền Duyên Nguyễn này. Nhanh tay giúp em nha. Bộ em mang là bộ 490.000 sale xuống chỉ còn 199.000 thôi. Nào nhanh tay giúp em nha, bộ em có hơn 200 bộ thôi rồi nha. Bộ của em mặc mà em đang bán là bộ âm là có hơn 200 bộ thôi, hơn 200 bộ thôi. Ok Tuyết Lê, ok Chí Linh, ok Thủy Na, các chị cứ lên lại số bên em sẽ gọi vào ngày mai. Ok Linh Giao, ok Mèo Mưa Mưa. B1 chị Phùng Văn Hậu phải lên số cho em nào. Túi em có mỗi 3 cái màu đỏ, tôi không có màu khác đâu. 199.000 các chị yêu nha. Ok Thảo Ly, ok Hoàng Ngân này. 199.000 nha chị yêu ơi.
Ok bé Linh, các chị nhớ theo dõi shop em và chia sẻ cái livestream này, mà khi mà mai mà mình muốn xem lại cái bộ mình đặt ấy thì mình có thể tìm dễ dàng được cái video livestream này, các chị nha. Ok Hoàng Trung, ok Mi Đỗ này, chứ nhiều chị cứ đặt xong này bảo muốn đặt xong không không nhớ là đặt ở Facebook nào. Ok Hoa Nguyễn này, mã đầu tiên mã này là B1 các chị yêu nha, mã này là B1. Ok Mai Ánh Dương, 199.000 cả bộ luôn nha chị yêu ơi. Bộ Nhung bên em không có về nữa chị nha, bán túi là 120.000 một túi đấy ạ. Ok chị Chuyên Kiên này, mẫu luôn nặng cao 1m55, nặng 42 cân nha chị yêu ơi. Ok Mỉm này, 199.000 nha chị yêu. Ok Thiên Ngô, rồi em sẽ qua một mẫu B2 cho các chị yêu nha. Rồi chị bé heo, ok chị yêu này, ok bộ bé này, ok Long Linh PH có rồi nha chị. Áo đi, áo len đi hạt ở tay bên em tạm hết, mai ngày kia sẽ về bộ mới nha các chị yêu. Lên bộ siêu phẩm cổ cao của chị nhá, mùa này rất nhiều kiểu chị kêu lạnh ấy, sẽ nhập cổ cao về. Cổ cao rất là mà bộ này rất là đắt nha mọi nha, bộ này em có mỗi màu 3 bộ thôi này. Bộ này lên cao cấp cho em bộ B2 vì nó chọn viền thêu quá đẹp luôn. Bộ này là bộ cao cấp của bên em nhập rất là đắt rồi nha. Mọi người chưa chắc chưa? Bộ này mẫu cho em đăng ảnh may mà nốt cho chị này. Đây đăng ảnh nhá. Bộ cổ cao bao giờ đắt hơn bộ cổ thấp rất nhiều nhá. B2 cho em 199.000. Nào bộ cổ cao bao giờ cũng đắt hơn bộ cổ thấp rất là nhiều luôn. Bộ B2 này Chanel cổ cao mình chưa? Bên này thật sự rất là đẹp, nhìn chưa? Trời ơi cái đường may rất là đẹp luôn mọi nha, rất là khó vì nó là cổ cao nha, viền Chanel nhìn đã biết là đắt rồi nha mọi nha. Rồi em theo chị có 199.000 này. 199.000 cho em, để lại cho em B2 cho em nhá. Ok chị Hoa Nguyễn này, các chị ơi lấy hai bộ đi. Ok chị Quỳnh Hà có rồi nha, các chị ơi để lại cho em một cú pháp mà có hàng. Rồi B2 bên em hôm nay mới về các chị nha. Chỉ về 100 bộ 3 màu thôi. Nên là chị nào thích thì nhanh chóng là để lại sản phẩm B2 kèm số thoại kèm màu nhá. Nào B2 cho em kèm màu kèm số thoại cho em. B2 kèm màu kèm số thoại Chanel này các chị ơi, quá là chất chơi luôn, 199.000 thôi chị nhá. Bộ này thật là không ai bàn mấy đâu nha. Cổ cao này rất là ít người bán luôn. Mọi người thấy viền theo này, viền theo đẹp lắm chị ơi, viền chạy dọc đầy Chanel này. Mã này mã B2 cho em nhé, kèm size kèm thoại cho em 199.000 nhá. Ok Hoa Nguyễn này, ok Quỳnh Anh. B2 kèm size kèm thoại cho em mất tình yêu nha. Bộ này mặc rất sang. Bộ này quá đẹp luôn, các chị thấy chưa? Chuẩn Quảng Châu luôn mọi người chưa? Chất lắm luôn mọi người chưa? Ma. Ok Ngọc mẫu baby này. B2 sang sang lắm luôn. Sang cực kỳ luôn. B2 cho em kèm màu trắng. Ok Bảo Nhi này. Màu đỏ này. Ok chị Bướng này. B2 bọn em rất là rẻ các chị nha. 199.000 bộ cổ cao rất là sang. Nào, đỏ trắng đen cho em B2 kèm màu đỏ, màu trắng màu đen cho em, cũng 3 màu luôn. Chị nào thích màu gì lấy màu đấy cho em. Giá sale là 490.000. Bốn bộ này là 499 đấy các chị ạ. 499.000 cổ cao đắt hơn. 499.000 xả xuống 199.000. Ok B2 Mai Hoàng Mai. Kèm size kèm ok Nguyễn Thanh Mai. B2 kèm màu kèm thoại bên em tư vấn cân nặng nhá. Cổ cao rất sang các chị ơi. Ok Mai Hoàng Mai, ok Trạ Vì Ai này. B2 có 3 màu cũng là đen đỏ trắng các chị nha, vì 3 màu dễ mặc nhất đấy ạ. Ok bé Lin. Rồi ok Trang Milan, ok Trâm Lê, ok Lê Mỹ Duyên, bộ này rất là trẻ các chị ơi. Viền Chanel rất là nổi. Quá xuất sắc nha. Luôn. Mọi người nhìn thấy chưa, quần này, quần đẹp chưa? Trời ơi. Ok bảo Nhi lên số ạ. Lên mình trên ok. Mua ra ngoài shop mua những cái áo okay, chứ đây mà okay, là 250-300.000 rồi. Chứ đừng nói là cả bộ có 199.000 là quá rẻ luôn. Lê Hồng chị để lại cho em mã là mã B2 kèm màu okay, kèm số điện thoại cho em, màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu nào okay, rất là đẹp luôn. Okay, có không có size L thì nhá. B2 kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi B2 kèm okay, size Lê kèm okay, số điện thoại cho em 199.000 nó thì em nhá. Trang Minh phải lên số giúp em nhá. Ok Mai Đinh này. Ok sói đã buồn nguyên này, ok Phạm Thương này, ok Mến Toàn HD này. Lên mã sản phẩm B2 kèm số điện thoại kèm màu rồi em, là bên em lên đơn thành công cho chị luôn nha. Nào em mặc thử okay, màu Trần trắng nha. B2 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha, không phải hỏi em mặc xe gì đâu các chị nha. Ok Hoàng Thủy này. Xem số điện thoại. Có không ăn nặng 38 đến 60 cân thì các chị có okay, thể Hoa số điện thoại này. Cho em. Rồi em sẽ mặc qua màu trắng nha. 199.000 một bộ nha chị yêu. Thấy chị em bạn nha. Viền theo rất là chuẩn nét luôn nha, viền theo quá là chuẩn nét luôn, 199k thôi tình yêu nha. Có sai mà chị ơi, toàn là hàng có sai không à? Ok Thúy Thúy Hoàng này. Rồi ok chị bé heo nha, ok chị Linh Giang này. B2 kèm số điện thoại kèm màu, bên em sẽ gọi lại chốt đơn vào ngày mai các chị nhá. Bộ này cực kỳ là sang luôn, trẻ lắm luôn. Luôn. Nhớ chưa? Trời, màu trắng này quá là xuất sắc luôn. Nào okay, B2 kèm màu cho em. B2 kèm màu kèm số điện thoại giùm em các chị nhá. Ok cái Nam Khánh, ok Kim Bùi Bùi này, ok Lạc Nhau này. Bộ này rất là trẻ các chị ạ, mặc cực kỳ là trẻ luôn, bo gấu xong là viền trắng nhìn nó rất là sang. Rồi ok Trang Mi nhá. Ok 199.000 cả bộ thôi các chị ơi. Ok Lê Thị Mỹ Duyên này. Nào B2 cho em kèm màu kèm lại cho em nhé. B2 kèm màu màu nào rất là đẹp okay, luôn, màu quyệt, trắng, quyệt màu đỏ và đen luôn vậy nhá. Giá chia sẻ livestream là 199.000. Cứ để lại cho em B2 kèm màu kèm lại cho em, còn mày thì chốt đơn phải đọc tên nhé.
Nào bê hai kèm màu và kèm số lạnh các chị ơi. Ok Lý Hiếu nè. Rồi ok lên Mỹ Duyên, ok chị Hảo Hảo, ok như vậy thu rồi các chị ơi. Có 3 màu mọi người nha. Viện đường theo quá là sắc nét luôn mọi người, chợ đây này. Quá là sắc nét luôn. Chất liệu là chất liệu Omega cấp luôn. 199.000 khi các chị chia sẻ lại chim thôi nhá. 199k khi các chị chia sẻ lại chim thôi. Ok Hảo Hảo này. 52 cân mặc được mà chị ơi. Em bảo luôn có 38 đến 62 cân là các chị mặc được ạ. Ok Đông Đỗ này. Ok Minh Lê, Minh Lê. Nhanh chóng này lại mã sản phẩm B2 kèm số điện thoại kèm màu bên sẽ gọi chốt đơn các chị nha. Ok Liên Nguyễn này. Rồi ok Trần Thúy này, ok Nguyễn Thanh Mai này, rất là đẹp các chị ạ. Bộ này là bộ Chanel cực kỳ là trẻ luôn đấy ạ. Chị nào thích bộ này thì nhanh chóng là để mã sản phẩm B2 kèm số điện thoại kèm màu nha các chị nhá. Quần mặc bo chun rất là, mặc bo gấu rất là đẹp luôn. Anh Phạm ơi, chị đặt quần cái gì ạ? Bo gấu nhá, thì yêu nha. B2 bao cổ mặc mùa lạnh, mặc mùa lạnh rất là hợp luôn, mà cái mùa lạnh rất là đẹp luôn mọi okay, nha. Ngân Hòa này. Rồi bộ viền nào chị ơi, rồi ok các chị ơi, để lại cho em B3 kèm màu. Cái mùa này các chị mặc cái cổ này rất là, nhất là mấy chị mà ở cái chỗ mà bây giờ mà chị Hảo Hảo mấy chị ở chỗ Đà Lạt hay Sapa đang lạnh, rất là lạnh rồi mọi người ạ. Lấy cái cổ cao như này rất là không bị đau họng nhá mọi nhá, rất là đẹp luôn đấy. Mặc thể thao nhìn nó thể thao, mà cả bộ là chỉ có 199.000 thôi, rất là rẻ. Ok Vũ Như Hương, ok Nguyễn Hương này, là B3 kèm màu đỏ màu trắng màu đen. Ok Dương Tiêu Muối này, B3 kèm màu kèm lại cho em nhé, 199.000 thôi, chị chia sẻ lại chim thôi nha. Trời ơi, có từ 38 đến 65 kg là cái chất mặc vừa mà các chị ơi. Ờ, thấy hàng đâu ạ? Bốt 2 bộ B1. Chị Nhung, chị ơi, chị lại đặt lại trong hôm nay đi các chị ơi. Đặt lại hôm nay đi, mấy hôm nọ bên em hết hàng không có gọi được đâu. Ok. Nào mà màu đỏ nhá, tình yêu nhá. Đi vào phát đi bị cứng không? Nào B2 kèm màu kèm lại cho em nhá. Áo dạ chị, em đang đợi áo dạ, phải lai bộ đây. Em mặc thử màu đỏ nhá. 199k nhá, tình yêu. Ok Hưng Hà này, B2 chị béo hay ok, ok Bích Hồng Hoàng này. Màu đỏ đẹp má chị, màu đỏ bao giờ là màu em bán chạy nhất luôn á. Rồi sẽ đến màu đỏ các chị nha. Màu đỏ đẹp má chị ơi, màu đỏ mà là màu cái màu bao giờ em bán nó chạy nhất luôn đấy. Màu trắng hướng không anh, phải lên mã sản phẩm kèm số điện thoại giùm em nha, B2 đấy ạ, mã sản phẩm này là B2. Màu đỏ bao giờ cũng là cái màu mà em bán chạy cực kỳ luôn mọi nha. Đây mọi người chọn phiền theo quá đẹp luôn. 199k màu đỏ nha tình yêu nha. Thật sự màu đỏ là cái màu bao giờ em bán chạy nhất ấy. Em cũng nhập màu đỏ nhất luôn. Đúng rồi, áo luôn, quần luôn phải không? Trời ơi một bộ luôn mà các chị ơi, một bộ luôn thì phải cả áo cả quần đúng không? Ok Trần Bình nha. Rồi các chị ơi, em chỉ cao 1m55 thôi nhưng mà rất là đẹp luôn nên các chị không phải yên, cứ 1m52 thôi mà rất là đẹp ạ. À. Ok, bây giờ không ai cần phải có số nha. Nào bây giờ khóa vào đi. Đẹp. Rồi khóa vào đi. Rồi ơi, bây giờ em giới thiệu lần nữa này, đây này bên này. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu lần nữa mọi nha. Em sẽ giới thiệu lần nữa bộ của em mặc váy qua mã luôn. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu lần nữa và em sẽ qua mã luôn. Rồi, comment cho em mã là mã B1B, comment cho em mã là mã bộ của em là bộ Chanel nhá, bộ Chanel. Mã là hàng của nó là B2 xem giá là 490.000, xả rồi 199.000. Có 3 màu chị nào lấy đây lại cho em B2 kèm màu kèm lại cho em nhá. B2 kèm màu kèm lại cho em các chị ơi. B2 kèm màu kèm lại cho em nhá. Ok chị Nguyễn Hoa. Ok chị Ngân Hoa mà em gọi cho nha. Rồi B2 kèm màu chị ơi, có màu trắng này, màu trắng rất là đẹp, màu trắng màu đen, cái màu này thể thao hơn. B2 kèm màu đen, màu trắng, màu đỏ cho em nhé mọi nha. Màu đỏ cái màu mà em bán chạy cực kỳ luôn, lúc nào vậy màu đỏ là cái màu em bán chạy cực kỳ luôn. Viền của nó là viền Chanel mọi nha. B2 kèm màu kèm lại cho em mọi nha. Giá chia sẻ livestream là 199.000 cả bộ luôn mọi nha. Để lại cho em B2 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen giúp em nha. B2 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen cho em. Ok Nguyễn Thảo, ok Vân Beo này. Ok Thí Su Su này. Rồi B2 nha. Mét 50 là cân vừa chị ơi. Em sẽ like lại cái bộ ong và em sẽ nghỉ nha. Ok Thí Su Su này. Ok chị Hà Mai em sẽ gọi mà. Rồi bán mũ em không bán mũ đâu mọi nha. Không bán mũ đâu. Còn bộ của em mặc lúc hôm nay đầu ấy bán giá của nó là bộ B3 cho em, bộ oxy rồi. Nào chị ơi comment cho em mã là mã B2 cho em nhé. Áo trắng quần đen cứ để lại cho em B2 một trắng thì được đi ạ. Mét 562 không ngắn đâu chị ơi. 50 cân mặc vừa mà chị ơi. Nói chung là nó vừa mà đủ size mà. Năm nay em mệt quá không nói nhiều đâu. Ok chị Nguyễn Thanh Mai này. Ok chị okay, Lan Nguyễn nha, trắng. Rồi chị ơi màu em sẽ mặc thử một màu đen lại cho các chị xem này. Nào bộ này mình bán đặt hàng là mã B2 nha, 199.000 bộ thêu nha. Con nọ bán liên tục bớt mà các chị đặt hàng quá trời luôn, hay về thêm mấy bộ này. B2 kèm màu kèm lại cho em nhé. Màu đen rất là sang các chị ơi, màu đen cực kỳ là sang luôn. B2 kèm màu trắng, màu đen, màu đỏ cho em nhé. Một quá là sang luôn, 199 cả bộ thôi. Ok chị Nguyễn Thanh để túi đúng không? Em còn 3 cái túi thôi, chị nào lấy túi hộp đơn luôn nhá. Cực là đẹp luôn, 199.000 các chị chia sẻ là chim thôi nha mọi nha. Cổ thấp mã B1 đấy chị. Năm nay con quá vừa nha chị ơi. Đây mọi người ơi, màu đen này quá sang chảnh luôn. À, thấy chưa? Cả bộ là có 199. Ok Thúy Lê đỏ. Mặc lên rất là thể thao nhé.
Bây giờ cổ cao rất là đắt luôn. Cổ cao đấy Phú Nhập nhiều, đắt lắm. Nhà đây này, quần mau gấu đấy, 190. Bộ đầu lai bên em bán với giá 199 luôn. Ôi, bộ này là 199.000 luôn nha. Quá là chất luôn bộ này, thật sự mẫu Quảng Châu mặc đó, chuẩn lắm các chị ơi. Em này mặc đẹp. Mai em đăng ảnh của Châu lên mẫu Quảng Châu các chị ngắm luôn, liên luôn các chị đặt hàng nha. Rồi mã của em mặc là mã B2, chị đặt để lại cho em B2 kèm màu kèm hữu lại cho em, quá là chất luôn. Mình nhớ chưa, riêng cái đường thêu đường viền này rất là đắt rồi, không nói đừng nói đến là những cái mã này thật sự rất là đắt luôn nha. 199k như các chị chia sẻ là chim nha. Ở bên dưới là bo này nhưng mà em hơi lùn một chút, em gấp áo lên nhá. Đây B2 cho em kèm màu kèm sổ hại cho em, rất là đắt luôn vì cứ hạn chế nhập cao cổ, vì cao cổ bao giờ cũng đắt hơn rất là nhiều tiền nhá. B2 mặc lên rất là chất luôn, rất là đẹp hơn. Ok chị Đinh Nghiên này, hàng hai chưa gửi đâu nhá chị ơi. Rồi B2 kèm màu kèm sổ hại FF tuyết hết rồi nha. Rồi B2 dưới 60 cân, dưới 62 cân mặc vừa thôi, đừng 65 cân mặc là mất công. Nào, cảm ơn cho em đã là mã 3 màu này. B2 kèm màu trắng, màu đỏ và đen cho em, giá sale là 199k cả bộ luôn nhá. 199.000 cả bộ luôn này. 3 màu trắng màu đen nhá. Túi đang tầm 120.000 nhưng tiếp có 1 2 3 cái thôi đúng không ạ? Chị nào để mua quần áo tiếp hộp đơn nha. Rồi ok, màu trắng Nguyễn Vân, rồi ok màu đen chị Hiếu Hiền. Bao nhiêu cân em có XL đâu, dưới 62 cân thôi. À có XL 62 cân. Ok, Trần Bình này, 63 cân, dưới 62 cân mặc cho em thôi, 63 cân đừng đặt nha các chị nha, em nói được mà, các chị đặt mất công. Rồi 199.000 chị nào đặt để lại cho em B2 kèm màu cũng lại cho em. Nghỉ nhá mọi người nhá. Chị nào có mặc lại bộ áo em mặc cho. Ok, B2 trắng em mặc rồi, em mặc lại đâu rất nhiều nha. Ok, thị Hương Bùi này. Rồi bây giờ em sẽ mang mã nốt của ông, chị nào chưa nhìn mà sẽ đặt này. Rồi bây giờ em sẽ phép nghỉ live stream nhé, này mệt lắm rồi. Mũ chị là không màn, à mũ chị hết rồi em ơi, không có về nữa đâu. Ok Hoan Đinh nha. Hết bộ của mũ rồi ạ. Ok Châm Lê, hết bộ Adidas rồi ạ. Ok Bin Bông, chị nào không đặt hôm nay mai cũng không còn đâu mấy chị nhá, phải nhanh chóng đặt hộ em. Rồi bây giờ em xin phép mà, các tình yêu nha. Ok Ngọc Châu này, 45 cân vừa mà, em 42 cân mà. Hay là bạn đốt cái bộ sóng đi, bộ kia. Bộ này, bộ Fuxi kìa. Bộ Fuxi cho nó hết đơn. Nào bán hết bộ này thì mai thì phát bộ âm sao đây. Phát bộ âm sao đây, màu đỏ đây. Màu đỏ đâu? Em sẽ mặc nốt bộ B3 Fuxi này. Màu đỏ đâu? Đỏ này mặc lễ đổi. Nãy mà nó bộ Gucci bán nốt này, cái này có 60 bộ thôi nhá, 60 bộ thôi, 3 màu 60 bộ. 3 màu là 60 bộ luôn á, nghĩa là mỗi màu em chỉ có 20 bộ, vậy ưu tiên thì nào gộp đơn thôi nhá, bộ này hết rồi, bộ này đắt á. Nào, bộ này nhá mọi nhá. Ưu tiên thì nào gộp đơn nhá. Rồi các chị ơi, bộ này siêu phẩm này. Em mang nó bộ này mang của ông phát xong. Rồi các chị ơi, bộ siêu phẩm này nhá mọi nhá, bộ siêu phẩm này 199.000, bộ này rất là đắt nhá, 199.000. Ok Nghĩa Ngô. 199.000 bộ này luôn, chị nào lấy comment cho em mã là mã. Rồi em sẽ qua nốt cái bộ này có đúng 60 bộ thôi, mỗi màu có 20 bộ thôi. Bộ này chất của nó thêm nó. Bộ này làm mà chê thì em cũng vãi luôn này. Bộ này rất là đẹp, thật sự bộ này tuyết đẹp một đỏ trước mặt rồi. Bộ này là mã sản phẩm B3 các chị nha, bên em cũng sale luôn, giá 199.000, chất lượng của nó là cực kỳ là cao cấp luôn. Bộ này cực kỳ là siêu phẩm luôn ấy, về đúng một lần, về có mấy chục bộ một lần thôi mà mọi người tranh nhau quá trường, hôm nay về đúng 60 bộ 3 màu thôi. Chị nào thích bộ này mà chưa có mua được thì nhanh chóng làm đặt hàng vào hôm nay giùm em các chị nha, không bao giờ về đâu. Em đặt bên xưởng họ cũng nói là bộ này đắt quá bên em không làm nữa, không có bán nữa đâu. Nên là các chị nhanh chóng đặt bộ này hộ em nhá, sale 199.000 luôn ạ. Bộ B3 các chị nha. Ông đi shop lát nữa sẽ mặc bộ ông sau nha chị nhá. B3 mỗi bộ 2 bộ, nhanh chóng đặt hàng thì em không có hết nha các chị nha. B3 các chị ơi. Nào chị nào chưa theo dõi em thì nhanh theo dõi đi các chị ơi. Quá đồng cao cấp các chị yêu nha. Bộ này khỏi nói đâu mọi người ơi. Bộ em không quảng cáo nhiều đâu. Nào B3 cho em. Nhanh tay để còn này. B1 còn đấy, chị Nhung chị cứ để lại số điện thoại giùm em là được nha. Lát nữa em lại lại một cho. Trời, B3 này. Bộ siêu phẩm của siêu phẩm, bộ Gucci các chị nha. Nãy là bộ Chanel, bây giờ là bộ Gucci mã B3. Em mặc hai quần hơi tiếc nhiều nha. Rồi B3 cho em này, B3 cho em nhanh tay để còn, mọi người nhìn chưa? Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Gucci này, đẹp chưa? Đấy. B3 cho em kèm màu trắng màu đỏ và đen, mỗi màu 2 mặc bộ. Được 60 cân mặc được. Mỗi màu 2 bộ nha, bộ này dưới 58 cân thôi. Rồi ok, bộ này form cả lớp tốt cho mấy bạn trẻ thôi. Còn mấy chị mà mấy chị mà kiểu mà người hơi sờ sờ một chút không mặc bộ này giúp em nhá, vì giá cả lớp tốt mà nhá. Em cũng nói thẳng luôn, mỡ còn độc hàng. Rồi B3 cho em này. B3 bên em sale với giá là 199.000 luôn các chị nha. Chất liệu em nói thật là
cực kỳ là dày đanh mịn luôn các chị ạ. Không phải cái loại mỏng tanh đâu chị nha, không phải là một loại xù lông đâu. Mặc bộ này quen với giặt cũng không xù lông được. Chị mua những quần Umi này là 150-200 rồi, chứ đừng nói là cả bộ có 199.000. Áo mơ này các chị đã mua đến 300.000. Ok Nguyễn Thoa, ok Bùi Trang này. Mơ đẹp như này 300.000 rồi em nhá. Mơ trẻ chưa? Mơ này là 300.000. Riêng áo này các chị đã mua 200 mấy 300.000 rồi các chị nhá. Đừng nói cả bộ này các chị nhá. Cái quần các chị mua cũng 200.000 rồi. B3 kèm màu kèm xuống lại cho em nha. B3 kèm màu đen, màu trắng, màu đỏ cho em nha. Ok, màu lên màu trắng hàng này. Trời ơi, đẹp chưa các chị ơi? Ok, Phương bảo rất là đẹp luôn. B3 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen luôn. Okay. Giá 199.000 nha mọi nha. B3 kèm chị Liên Hoàng Mai một bình luận một lần thôi. Các mình nhiều spam chặn bây giờ các chị ơi. Nào người các mình nhiều quá bị spam đấy okay, nha. Ok Trang Huyền, ok Nhật Thu Phạm. Rồi B3 các chị nha, sale giá 199.000 thôi. B3 kèm màu trắng, màu đen, màu đỏ cho em rồi nhá. Rồi chất liệu là Umi nha. Ok, hàng màu trắng này ok. Hai đây ok. Ok Hoa Quỳnh Anh nhá. Ok Tuyết Phượng này. Ok Thiên Bình này. Ok Ninh Nguyễn này. Ok Người Sói, các chị nhanh chóng đặt hàng giùm em đi, không có mỗi màu 20 bộ thôi, không đặt hàng nhanh là bên em hết hàng, không có chịu luôn nha các chị nha. Lại bảo là sao không gọi điện là hết hàng, không có gọi điện được đấy ạ. Ok Phan Đào, ok Hà Lò này, ok Nguyễn Thị Bến này. Ok là mình thích thì mình nhanh chóng để lại số điện thoại kèm màu nha các chị nha. B3 kèm số điện thoại kèm màu, ok Nguyễn Thoa, ok Trang Huyền, B3 đỏ gộp, ok Bảo Nhi này. Không có Shopee đâu em, ship Viettel rất là rẻ các chị ạ. Ok Linh Tuyên, ship từ 25 đến 35.000 tùy số lượng các chị lấy bộ nha. Đấy chợ đẹp chưa? Chầu đen này. Ok Thanh Diệu này, ok Linh Nguyễn này. B3 cho em kèm khóa màu lung linh nhá. Luôn. Em cái khóa của nó lung linh luôn đấy các chị ạ. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Ok Vân Anh trắng, này. Phan Đào trắng. Trời ơi chất lắm luôn, màu đen các chị ok, ơi. Ok trường mầm mầm non chích bông, ok Trang Huyền. Này màu trắng này các chị này đẹp chưa? Này màu trắng có đẹp không chị ạ? Ok không, sao chị ơi, ok Nguyễn này. Ok Quỳnh Nguyễn, ok Kim Nào trắng ít lắm. Nào trắng cho em các chị ơi, trắng này. Rồi, trắng hay đỏ đen, cái đỏ. Rồi, các bạn xem mã bộ là B3, trời ơi, trắng đẹp chưa? Trắng em không mặc đâu nha, trắng có ít lắm. Nha, em gọi lại nha, B3 cho em kèm màu đỏ, màu trắng, màu đen, trời màu trắng này, đẹp chưa? Ông này Gucci, ông Huy hiệu ông nha, mọi nha, cái bộ này nó gần hơn này, đây. Ông này trời đắt chưa các chị ơi, có 199.000 cả bộ thôi chị nha. Riêng cái áo này các chị mua bét nhét ở ngoài shop đã 250-300 rồi. Ấy màu trắng đẹp chưa? Hàng chuẩn luôn á, Umi rất là đẹp luôn. B3 kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen cho em 199.000 thôi nha. 199.000 một bộ thôi các chị ạ. Ok Thương Thương, ok Ngọc Tâm lên số ạ. Ok nha, Nguyễn Thị Mến chốt lên tối mới lên số nào. Ok anh Phạm B3 đỏ trắng, B1 đỏ B3 trắng, anh Phạm lên lại số giúp em nào. Ok Hương Bùi nha, ok Vi Tường, ok Ngọc Nhung này. Nhanh chóng lên mã sản phẩm B3 kèm màu kèm số điện thoại các chị nha. Nhanh tay okay, cho em đi ạ. Ok đỏ luôn. Hết hàng đấy ạ. Nên nó tôi bảo như để số điện thoại đi bộ này các chị không yên tâm, không phải lo đâu, nó đẹp lắm các chị ạ. Trắng có 10 bộ. Trắng có ít lắm mọi người ơi, comment cho em mã là B3 cho em nha. Số lượng nhiều thực sự là Tuyết cũng rất là ngại các chị xỉ luôn, vì Tuyết thực sự Tuyết muốn nhiều các chị xỉ đâu, thì bình thường khách kể là Tuyết đông lắm mua đấy, mà cái bộ này nó còn chẳng may kịp cho mình bán đấy, đến lớp xỉ thì bây giờ Tuyết hết mã là Tuyết ngại, nên là mọi người thông cảm với em nhé, bộ này hiện tại cũng không có xỉ nhá, xỉ ít thì còn được, xỉ nhiều không có nhá, xỉ ít còn được chứ xỉ nhiều thực sự là Tuyết không đủ khách lẻ thì Tuyết bán đâu. Ok nha. À, đây là Umi nhá, ok đỏ okay, phạm miên, ok đen chị Vivi này, 199k cả bộ luôn, chị nào lấy các mình xem mãi là mã B3 okay, cho em này. Trời ơi đẹp chưa, xuất sắc chưa, trời ơi mọi nhìn chưa trắng này, rất đẹp cái này trời. Ok Vivi nha, B3 có kèm, ok Bảo Nhi của bên em biết rồi. B3 kèm màu đỏ, kéo bomber của nó này, mặc cờ, các chị mặc cờ riêng với quần khác cũng được nhá, mặc ra ngoài ấy, quần bò, áo ok Nguyễn Thân, ok Hải Yến. Áo này các chị mua bét nhất, nói thật các chị mày 250-300 rồi, chất này. Ok Hà Đê Tê 300 rồi. Thế mà cả bộ có 199.000. Quần này các chị mua bét bét ở ngoài shop cũng là tầm mấy chục nghìn rồi. À mấy không, chất vải toàn là Umi giống nhau. 200-230 này nhá. Đây. Ok Giang Trần. Đẹp chưa? Cho cái màu trắng lên cơ các chị lên nó nổi, các chị nhìn thấy cái dáng bomber của nó nổi nhá. Các chị cũng nhìn thấy. Ok Ngân Hòa. Thôi nha mọi nhá. Đỏ cũng đẹp mà. Ok Lương Đặng này. Đỏ cũng đẹp. Có chị Nguyễn Thị Mến nha. Đỏ thì khỏi nói rồi, đỏ là bán chạy nhất rồi. Ok Hê Giáp, trắng B3 Nguyễn Khắc lên số ạ. B3 B3 kèm màu kèm số lại cho em nhé. Sao mình đi kịp được huyện vậy? Rồi B3 kèm màu em sẽ qua mã này. Đỏ đen 55 cân là vừa, dưới 58 cân là vừa cho em. Ok, một bộ màu đỏ màu. Ok, chị Phương Bảo nhá. Ok, Đức Nguyễn màu trắng này. Ok, các chị ơi, giá là 199.000 nhá. Đấy, đẹp chưa? 199 thôi. Hỏi gì đang hỏi em này. Ok, chị Phương Linh dồn trắng, ok này. Mọi người ơi, comment cho em đúng có bắt cho em và em sẽ qua mã khác và em sẽ nghỉ đấy các chị ạ. Đây là một người sáng mai em sẽ lay lại tiếp nhá. Rồi mọi người cứ để đúng phát cho em, hỏi gì thì hỏi nốt đi. 50 cân màu xe nào vừa, màu xe mờ giúp em. Màu đỏ không có XL, bộ này các chị form nhỏ cho em nhá. Lắm chị kiểu mà cô cũng có tuổi rồi, 45-50 rồi, mua bộ này mặc cũng không hợp đâu nha mọi nhá. Bộ này là cái mẫu mà thật sự là cái mẫu là mẫu nó trẻ, tùy từng bộ, bây giờ bộ ong kia nó hợp. Mấy cái bộ mà dáng cổ bình thường nó rộng rộng hợp, nhưng mà mấy chị 45-50 tuổi rồi không mặc bộ này cho em nha. Bộ này thật sự là bộ nó trẻ, dáng cơ tốt mà đẹp hơn mọi nhá. Nó trẻ trung hơn, với lại phong mà nó nhỏ hơn các chị thấy chưa? Đấy nó không hợp mấy chị mà bé béo một chút đâu ạ.
Rồi ok nha. Ok Đức Nguyễn Nữ Hồng. Ok chị Nguyễn Hồng này. Làm nhà em chả bao giờ bán bộ này 179.000 đâu chị ơi. Chị nhầm rồi nhá. Có về đây là lần thứ hai nó về bởi em toàn bán 199.000 còn không có mà bán đâu. Chị Ninh Nguyễn chị nhầm à? Em là lần thứ hai em bán bộ này đấy các chị ạ. Ok Thanh Nhàn Nguyễn lên số ạ. Ok chị Nga Nguyễn này. Umi em không bao giờ có chuyện 179 trừ khi em sale rồi mua FF nha mọi nhá. Bộ FF là 179 đâu ok. Chưa bao giờ em bán 179 luôn. Riêng bộ Nhung là bán 179 còn bộ Umi là 189 hết. Quần 99k còn 900 em hết rồi. Ok Nga Nguyễn này. Ok Tuấn Lê nha. Chị Nguyễn Hân có rồi nha. Rồi bây giờ chị hỏi gì nữa em? Ok Thanh Thu, inbox ba em đi trả lời các chị yêu nha. Chị ơi, inbox em bây giờ thật sự là ít người làm nó không có. Ok Nguyễn Khắc này. Chị đặt đặt hàng để lại livestream thôi em để em gọi đặt hàng nhá. Để để. Này. Chị nào đặt hàng cứ để lại trên livestream số điện thoại đặt hàng. Đỡ phải check inbox nha mọi nhá. Check inbox mệt lắm. Khó chị sói đá buồn nguyên nha. B2 kèm màu hiếm lại cho em. Ok, bộ áo này chị nào chưa nhìn thấy không? Bay bỏ lên như này rất đẹp này. Ở nhà rất là đẹp như vậy nha. Đấy, 199.000 khi chia sẻ. 199k khi chia sẻ là chim B3. Ship đến chỗ nào chị ơi? Bình thường ở trong miền Bắc bọn em 2-3 ngày. Ok chị không một fan đi bên em bán đặt, bán có 189.000 thôi chị ơi. Em chưa bao giờ bán 199.000 đâu. Rồi ok nha. Ok Liên Nguyễn này. Thấy chị hàng hóa này. Rồi ok một cái bộ 3D màu đen đưa mấy bộ đây. Rồi em sẽ xả lẻ size cho các chị nha. Này phát ra. Đây có 10 bộ. Sẽ qua bộ. Này cái này còn 10 bộ xả nốt này 100. Bộ này còn 10 bộ nhá tình yêu nhá. Các chị ơi đặt hàng để lại số điện thoại kèm mã cho em nhá. Bộ Adidas 3D. Bộ 3D. Bộ này bộ 3D em sẽ xả nốt các chị nha. Ok chị Hương Bùi Trắng này. Ok Thanh Tâm, ok Vịt Ngỗng này. Có đúng 60 bộ thôi. Không biết là nãy nhiều chị đặt rồi. Không biết là hết chưa. Nó ra ngoài nhá. Không à. Sữa. Bộ này nhá. Đây. Em xả chị gộp đơn giúp em và em cho có mấy bộ nó mang về đây đây. Xong đây rồi. Này phát hàng sạc lắm. Nào, bộ này còn 10 bộ nhá. Em xả chị là 179.000 là bộ luôn nhá, 179. Mai. Mai mà. Bộ ong mà. Bộ ong gì? Bộ ong ấy. Rồi chị ơi, bán lại mã B4 cho em này, có 10 bộ duy nhất nha, bộ 3D cao cấp này. B4 cho em 179.000 nhá, tình yêu nha. B4 ấy, sale 169.000. Sale 169.000 luôn. Sale 169.000. Bộ 3D. Liệu Umi cao cấp luôn 169.000 nhưng mà nhá. Dưới 55 cân một chị nhá. À, Adidas 3D nhà áo Umi luôn. 169.000 cả bộ. Dưới 55 kg mặc đẹp thôi các chị nhá. Đẹp thôi chị ơi. Dưới 55 kg mặc đẹp các chị nhớ chưa? Chất quá đẹp luôn, chất mặc lên mát lắm các chị ạ. À, rồi, B4 cho em nha, 169k cả bộ luôn. Chị nào lấy B4 cho em, B4 nha, 10 bộ cho này. B4 cho em nha. B4 cho em là 10 bộ cùng sắp ho, 169.000 thôi chị, xin lấy chim. 169.000 luôn. Okay, chị nào lấy B4 cho okay, em đúng một màu đen thôi nhá. Màu đen đẹp đúng rồi, không lấy màu khác nữa nha. Rồi B4 còn đúng 10 bộ sót kho sale các chị ở cuối live với giá là 169.000 đồng một bộ. À một bộ thôi các chị ơi nhá. Cả cần cả áo luôn chỉ có giá 169.000 nó thật là chỉ rẻ bằng một chiếc áo phông ngoài chợ thôi mà đến sale em đã mua được một bộ chất 3D cực kỳ là đẹp, không phải là hàng da cá luôn nha các chị nha. Nào, em B4. Cả mấy đâu các chị okay, ơi. Lê Thị Hải. B4 ok này. Trần Huyền. Không bán da cá. Dưới 55 kg các chị đặt hàng thôi nha. Dưới 55 kg đặt hàng cho em còn size SM thôi. Nào B4 cho em thì yêu nha. B4 okay, cho em kèm này. Màu kèm số điện thoại. Không phải B4 kèm số điện thoại các chị nha. Dưới không dưới 55 kg các chị mặc đẹp. Đẹp chất, bộ này chất Adidas làm sao này đây. Ok, đây là bộ LV chứ. Đây là bộ LV 3D, em nói nhầm đấy. Đây là LV. Bộ LV nhá mọi nhá. Bộ LV 3D, ok Trần Yến này. Đây bọn em lấy 10 bộ, ok Diên Nguyên Hồng này. Ok Ngân Hòa, có 10 bộ đấy, mai chỉ lấy 10 bộ em sẽ để giá tốt cho. Nào B4 cho em nhá, 169.000 thôi. Thì em khách lẻ cũng tranh nhau này, đâu. Ok Phương Nguyễn, ok Ngọc Tâm, ok Hờ Thủy, ok Hạnh Nguyễn. Không có màu khác đâu. Màu này, nói chung là đã qua tay em Ngọc chọn Châu lên số. Ok Hạnh Nguyễn. Chọn rất là đẹp nhá. Ok Bảo Nhi. Mọi nhá. Nào, bộ LV khóa đồng có cấp. Ok Nguyễn Hương. Ok Bảo Nhi rồi, ok B4 cho em này. Riêng Nguyễn Hồng chị lấy gì chị gọi để lại số điện thoại mai gọi điện nhá. Này có 10 bộ thôi. Xả kho mà. Nào bây giờ em xin phép nghỉ livestream nha mọi người nha. Chị nào hỏi gì thì hỏi đi. Có mấy bộ thì B4 cho em 169k cả bộ nha mọi người nha. 169.000 cả bộ rất là rẻ luôn, còn cái áo không thôi.
Ờ chị Diệu Nguyễn Hồng ơi, chị inbox Zalo cho em trước nhé. Còn Facebook em chưa check được đâu. Facebook là em ít khi check lắm. Dưới 55kg này, dưới 55kg đặt hàng cho em. Ok, Xuân Haley. Không phải hỏi em 45kg bắt vừa đâu, em có 42kg. Bảo dưới 55kg thì cứ dưới 55kg mà đặt hàng cho em. Nào đây là B4 nhá, tình yêu nha. Em nghỉ sớm về. Để xem phim đây. Ok chị Liên Hương, bộ mình mặc là 169.000 nhé bạn nhé. 50-47 cân vừa CM cho em nhé. Ok Ly Thủy Quỳnh, ok hết B4 nữa, chị hết rồi, có 10 bộ thôi. Mặc lại những mẫu đầu đi, em không mặc lại nữa các chị ơi, mẫu đấy em mai lại nhá. Bộ ong hiện nay là bùng nổ, chị đang chưa đặt được cái bộ ong ý, bộ ong là bộ 199.000. Đây nha mọi người, bộ ong này. Đây, bộ ong là 199.000. Cả bộ là 199.000, chị nào lấy bộ ong thì nhạy nãy thì comment bộ ong mai sẽ lại lại. Vì là nó còn, mai hết rồi, không lại lại nữa rồi nha. Đây, bộ ong hồi nãy là bộ B1. À, khoác chế để tầm mấy nữa nhá. Vì là đang lai bộ để chạy cầm cự để dạ nó về sau. Dạ đang về, đang đặt hàng dạ về. Tháng này em chạy nhiều bộ lắm rồi nhưng cũng phải đặt dạ đây. Chạy 10.000 bộ rồi nhỉ. May mắn mấy nghìn bộ được các chị ạ. 10.000 bộ rồi. Mà không có hàng đấy là không có hàng xưởng xưởng bên xưởng. Đây nha, đây là B1 ong này, bộ ong đẹp cực kỳ luôn. Các chị nha, bộ ong quá đẹp luôn. Các chị nhìn thấy chưa ạ? Đây bộ ong là bộ B1. Đấy chị hàng hóa mà. B1 là bộ ong nha các chị nha. B1 em là bộ ong. Chị nào lấy bộ ong để comment cho em B1. Nãy chị yêu cầu mặc bộ B1 thì em mặc, các chị xem mặc suốt. Em nghỉ ra chi mua. Ok, tổng lệ hàng này. Đây nha. B1 của em là bộ ong nhá các chị yêu nha. Ok, scan đi đặng này. B1 là bộ ong siêu phẩm nha các chị nha. Các chị yêu cầu mặc B1 thì em sẽ mặc thử B1 các chị một chút, các chị nhìn nốt. Vì vẫn là một bên vẫn còn 200 người xem mà một đêm vẫn còn 150 người xem các chị nha. Cộng mà vẫn 300 người xem mà nên là không muốn nghỉ. Cộng vẫn 300 người xem rồi các chị nha đây. Huyền. Đây quần bộ đây là bộ B1 cho em nhé, bộ ong này. Bộ ong là đắt là ở cái chất liệu với ở cái đá của nó nhá các chị nhá. Công đoạn nó rất là cầu kỳ. Rất là đẹp luôn, bộ ong thì khỏi nói rất là đẹp nha mọi nhá. Bộ ong cực là đẹp luôn. 199k bộ ong. Chị nào lấy B1 comment cho em B1 bộ ong rất là đẹp, nói cho em bán chạy hàng luôn á. Đây. B1 bộ ong nãy chị nào chưa đặt được thì bây giờ mới đặt lại nhá. Còn nãy đặt rồi thôi không phải đặt nữa đâu. Đừng đặt hai lần nha, B1 nhá, có 3 màu trắng đỏ đen. B1 là bộ ong nhá, tình yêu nha. Đấy các chị hỏi gì hỏi em, hỏi nốt em một nghỉ. B1 là bộ ong nhá mọi nhá. Bộ ong là 199.000 nha, có 3 màu, một trắng, một đỏ, một đen. Đây quần của nó viền nhũ này. Đây viền nhũ rất là sang chảnh luôn. 199.000 nha. Ok chị Huyền Trang Nguyễn, ok B1 màu đen chị Mai Long. Trời nó đẹp lắm chị ạ, bộ ong này không phải nói luôn, đẹp cực kỳ luôn. 199.000 nữa tình yêu nha, 199.000 thôi. B1 cho em kèm màu, màu trắng rất là đẹp luôn, thật sự luôn. 199k cả bộ này, không về thêm đâu. Nhanh tay đặt hàng cho em hôm nay thì còn hôm sau là sẽ hết đấy. B1 cho em kèm màu trắng, màu đỏ, màu đen cho em 199.000 nhá. Dưới 62 cân vừa, có đủ size ML luôn. Ok ong đen chị Vân Anh, ok chị Nguyễn Thị Nguyệt. Ok B1 58 cân vừa chị yêu ơi, 62 cân vẫn vừa, nó có size mà. Rồi chị ơi, B1 cho em kèm màu trắng này. Đây là ong ná nhá. Ong đá rất là đắt luôn, nhìn chỗ ong đá này. Không, ngày xưa là ong thêu không đẹp bằng ong đá đâu, ong đá đắt hơn. Là B1 kèm màu kèm thoại cho em 199.000 luôn nha. Rồi ok nha. Cái B comment cho em là mã B1 cho em kèm màu kèm thoại cho em là em lùn thì em gấp áo lên mất chị nha. Chị nào mà cao một chút thì không phải gấp áo lên đâu. Rồi chị ơi, B1 cho em cầm kèm màu kèm thoại cho em nhá. B1 kèm màu kèm thoại cho em. Đấy. Nói chung là rất là tùy người, có cơ địa người khác nhau, mình mặc kiểu gì mình đẹp mình gấp lên mình mặc nhá. Rồi chị ơi, B1 này em sẽ nghỉ đây. Ok chị Hồ Vân đỏ, ok ong đỏ chị Lê Nhật. 1m65 nặng 50 cân vừa đẹp mà chị. Thế bây giờ em nghỉ lại chim nhé, không cố nữa. B1 kèm màu trắng màu đỏ đen em. Ok đổ Huyền Mai đổ hộ em nhá, không phải đổ trên đây đâu các chị ơi. Về Phượng Trần này, mai nhân viên gọi các chị bộ màu nào, các chị lấy màu nào các chị nói màu đấy luôn nhá. B1 199.000. Em xin phép là nghỉ live stream các chị nha. Mai các chị nhớ để điện thoại các chị nha. Xin phép nghỉ live stream, mai các chị nhớ để điện thoại cho em nha. Rồi chào mọi người nha. Em rất chị Lê nhà tôi nha, chào các chị nha.